Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 142. Đạo Chí nhìn đệ nhất tính chiêu, đệ nhất tính chiêu lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, tông chủ Đạo Chí, ông nên biết, ta đi theo con đường trật tự này, do đó, ta cần thiết lập một trật tự hoàn toàn mới ở Thập Hoang, còn muốn thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Bước đầu tiên chính là phải kết thúc cục diện chia cắt xưng hùng xưng bá của Thập Hoang trước. Đương nhiên, Diệp Quân ta không phải kẻ cướp bóc, chút đồ đó của bọn họ, ta cũng chả thèm. Nói rồi, hắn nhìn mọi người, cười nói, thứ ta nói thẳng, nếu không phải vì muốn thiết lập trật tự này, khoảnh khắc tổ tiên của các vị hợp tác phong ấn ta, mọi gia tộc đại đế và tiên tông ở Thập Hoang này đã tan thành mây khói rồi. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Diệp Quân nói tiếp, mọi người đừng căng thẳng, ta không phải là muốn tính toán sổ sách với các ngươi, bây giờ Thập Hoang phải thống nhất, không có chỗ trống để bàn bạc nữa đâu. Diệp Quân hắn không phải tên cổ hủ, từ xưa tới nay, hễ kẻ nào giành chính quyền, thì có ai dùng đức độ để thu phục người khác chứ? Diệp Quân hẳn muốn thống nhất toàn vũ trụ, mẹ nó, dùng đức phục người. Vậy còn chơi cái con khỉ gì nữa? Hòa Nhã à, thế giành chính quyền xong đi rồi nói tiếp. Lúc chưa giành chính quyền được, ai không phục, thì diệt kẻ đó. Còn lúc này, nghe thấy lời Diệp Quân, mọi người cũng hiểu vừa nãy vì sao Diệp Quân giết hết cường giả của nhà họ Quân. Chính là giết gà dọa khỉ đó. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, trước mặt mọi người lần lượt xuất hiện một cuốn sách cổ dày cộp. Diệp Quân nói, đây là Quan Huyên Pháp, là nền tảng trật tự của ta, bắt đầu từ mai, ta sẽ phổ cập Pháp này ra cả vũ trụ Thập Hoang. Pháp này không chỉ là một bộ pháp luật, cũng là một bộ pháp tắc tu vi, mọi người đều có thể tu luyện, vũ trụ của ai trong các người phổ cập nhanh, người tu hành nhiều, tuân thủ nghiêm ngặt Quan Huyên Pháp này để cai trị vũ trụ của mình, ta sẽ ban cho một đế nguyên. Đế nguyên. Vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi. Đạo Chí run giọng nói, quan đế, đây là thật à? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên, đế không nói đùa. Tất nhiên hẳn hiểu rõ, chỉ dựa vào uy hiếp và võ lực thì vẫn không đủ, còn phải dựa vào lợi ích, chỉ có lợi ích, người khác mới băng lòng bán mạng vì hẳn. Quan Huyên Pháp. Ngày trước, hắn từng bảo đa nguyên đạo đế phổ cập vũ trụ Quan Huyên Pháp ở khu vực thần hư, bảo người tu luyện ở đó. Mới bắt đầu thì không có hiệu quả gì, nhưng dần dần bọn họ sẽ phát hiện, tác dụng cực lớn này, vì khi chúng sinh từ từ mạnh lên, sức mạnh tín ngưỡng của bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là gần đây, rõ ràng hắn đã cảm nhận được kiếm ý trật tự của mình đang tăng mạnh không ngừng. Hiển nhiên, những người ở khu vực thần hư và vũ trụ Quan Huyên tu luyện theo Quan Huyên Pháp, thực lực hiện tại đã có thay đổi triệt để, ngoài ra, còn có nền văn minh Bỉ Ngạn, rõ ràng. Giáo chủ ở thế giới Bỉ Ngạn đang làm rất tốt, cái này mà có lợi, thì cũng phải chia cho giáo chủ một phần. Diệp Quân nhìn mọi người ở hiện trường, trước mắt nền văn minh vũ trụ Thập Hoang vẫn vượt xa vũ trụ Quan Huyên và khu vực thần hư, nếu người đây tu luyện theo Quan Huyên Pháp của hẳn, thì sức mạnh tín ngưỡng hẳn có được càng lớn, đến lúc đó cộng thêm cả kiếm Thanh Huyên, trong một khoảnh khắc là hắn có thể gắn kết mọi chúng sinh tu luyện theo Quan Huyên Pháp vào, đồng thời có thể điều động sức mạnh của bọn họ trong nháy mắt. Sức mạnh của một người chính là sức mạnh của chúng sinh hy. Sức mạnh của chúng sinh chính là sức mạnh của một người. Nghĩ thôi mà máu nóng đã sôi sục rồi. Từ khi trở thành đại đế, hắn luôn nghĩ tới chuyện này, đó là hắn không thể cứ lao đầu về trước như xưa nữa, đổi hết vũ trụ này tới vũ trụ khác, hẳn phải dừng lại để suy nghĩ về đại đạo của mình, đường mình phải đi. Đạo trật tự. Thật ra, với thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể rời khỏi Thập Hoang. Đi tới di tích Toại Minh trong truyền thuyết, nhưng hắn không làm vậy, mà dừng chân lại nơi này. Tại sao? Vì hắn muốn hoàn thiện trật tự của mình cho tốt. Cho dù là vì đám người đại ca Lăng Tiêu trước kia, hay là những cường giả của nền văn minh Bỉ Ngạn, hoặc đế tộc bây giờ, những cường giả ngay từ đầu đã tin vào hắn, đều không thật sự tin tưởng, có người vì tình bạn, có người vì cần hợp tác, có người vì lợi ích chung, hoặc vì cùng kẻ địch. Loại này thì tính là tín ngưỡng gì? Diệp Quân hắn không thể lần nào cũng tới một vũ trụ, kết bạn giúp người, sau đó bảo người ta tin vào hắn, giúp hắn nâng cao lực chiến đấu à? Vậy con đường đó không đúng rồi. Ước nguyện ban đầu của hắn là gì? Thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, ban ân cho hàng tỷ sinh linh trong toàn vũ trụ, nếu lần nào hắn cũng chỉ đi giao lưu với những cường giả đỉnh cấp, từ lơ là nhiều người thường khác, vậy trật tự mà Diệp Quân hắn thiết lập, cuối cùng thật sự có thể tạo phúc cho nhiều người thường không? Khoảnh khắc này,
nhu cầu của đám người đạo tông là đế nguyên, vậy nhu cầu của những người dưới thì sao? Diệp Quân hẳn đã thật sự nghĩ đến chưa? Giống như thiếu niên cờ bạc Cố Trần ấy, đánh bạc thành thói, tất nhiên là đáng đời, nhưng, nhìn từ một góc độ khác, bây giờ thập hoang bị các đế tộc lớn và tiên tông thống trị, đế nguyên cũng bị bọn họ chiếm giữ, nhưng người trong nhà chưa từng sinh ra đại đế, từ khi họ sinh ra, đã qua mặt người của những gia tộc đại đế và tiên tông, hơn nữa, điểm cuối cùng mà bọn họ phấn đấu cả đời, còn không bằng người của những tiên tông, đế tộc kia. Thoát ra, vì sao vô số người thường có thể thoát ra? Ý nghĩ của nỗ lực ở đâu? Sống thành thật, nỗ lực học tập chịu khổ, kết quả lại chịu khổ cả đời. Hy vọng ở đâu? Dĩ nhiên, vào lúc muốn bán mạng mới nghĩ tới bọn họ. Bao gồm cả Diệp Quân hẳn. Khi hẳn gặp phải nguy hiểm, khi cần chúng sinh góp sức, hẳn mới bắt đầu kêu gọi sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh. Mà thời bình thì sao? Diệp Quân hắn đã làm được gì cho hàng tỷ chúng sinh kia? Khoảng thời gian này, hắn sở dĩ dừng chân lại chính là vì vẫn luôn nghĩ mãi về vấn đề này. Chúng sinh khó khăn. Nghĩ ra được vấn đề rồi, vậy thì cần phải nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Trật tự. Để thiết lập một trật tự mà chỉ dựa vào một quyển quan huyên pháp thì chưa đủ. Quan huyên pháp chỉ là một loại luật pháp, một loại ràng buộc. Tất nhiên, hắn biết rất rõ rằng bây giờ hắn không thể nóng vội. Bước đầu tiên của hắn là phải thống nhất toàn bộ thập hoang, sau đó thu phục hết các gia tộc đại đế và tiên tông của thập hoang để bọn họ làm việc cho mình, sau đó để bọn họ giúp hắn thiết lập trật tự, hoàn thiện trật tự. Hắn muốn phổ biến quan huyên pháp, hoàn thiện trật tự, phải để cho đám người này giúp đỡ, như vậy có thể đỡ được một nửa công việc. Mọi người thấy Diệp Quân im lặng không nói gì, thế là tất cả đều không dám quấy rầy. Mà đạo chí là vô cùng phấn khích, thực ra ông ta không hề có hứng thú gì nhiều với cái gọi là trật tự mà Diệp Quân nói, thậm chí còn hơi bài xích. Dù sao, mấy người ông ta cũng là tông môn đại đế, đột nhiên phải đi tuân theo trật tự của người khác, nhất định sâu trong lòng ông ta sẽ không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, quan huyên pháp này còn làm tổn hại tới lợi ích của đại gia tộc, đại tông môn như bọn họ. Nhưng do kiêng dè thực lực của Diệp Quân nên ông ta mới không dám nói gì. Dẫu sao, vị quân đế nhìn qua trông nho nhã ở trước mắt này không phải là một người mềm lòng. Mà sau khi Diệp Quân lấy đế nguyên ra, nơi sâu thẳm trong nội tâm ông ta lại không còn bài xích nữa, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết. Đại đế! Nếu có thể trở thành đại đế, tuân theo trật tự của hẳn thì có gì đáng ngại chứ? Tính kiểu gì cũng đều kiếm bằng máu. Diệp Quân đột nhiên nhìn Yểm Nhật, hiện tại cường giả cấp bậc chân thánh của đế kiếm tông có bao nhiêu người? Yểm Nhật cung kính đáp, có 193 vị. Diệp Quân trầm tư một lúc rồi nói, tập hợp cả 200 người lại cho ta muốn đích thân huấn luyện bọn họ. Yểm Nhật cười đáp, đây chính là phúc phần của bọn họ. Đối với các kiếm tu mà nói, có thể được một vị kiếm tu cấp bậc đại đế chỉ dạy và huấn luyện thì quả thực là phúc phần lớn lao. Sau khi Yểm Nhật rời đi, Diệp Quân lại nhìn Đế Lăng, hiện nay đế tộc đang bị yếu thế, do vậy không được buông thả, phải nghỉ ngơi bồi dưỡng cho thật tốt, thuận tiện phổ biến quan huyên pháp của ta xuống. Đế Lăng cung kính đáp, tuân lệnh. Diệp Quân nói, đi đi. Đế Lăng và đạo chí hành lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn lướt qua tấm bản đồ ở trước mặt Diệp Quân, ở phần cuối phía bắc, có một vòng tròn màu đỏ. Diệp Quân bỗng nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương, dẫn ta tới thành Đệ Nhất. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu phất tay áo lên, hai người trực tiếp biến mất, khi xuất hiện trở lại, họ đã ở thành Đệ Nhất. Trên đường phố, Diệp Quân đi về phía xa xa, hắn đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ta phổ biến quan huyên pháp trong thành Đệ Nhất liệu có vấn đề gì không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đáp, không vấn đề gì. Diệp Quân gật đầu, cô có ý tưởng gì thiết thực thì cứ việc nói. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu yên lặng. Diệp Quân dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô ta vẫn im lặng. Diệp Quân mỉm cười rồi nói, chúng ta đi ăn chút gì thôi. Dứt lời, hắn dẫn theo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đến một quán rượu, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Sau khi Diệp Quân gọi một ít thức ăn và rượu, hắn nói, Tĩnh Chiêu cô nương, cô có ý tưởng gì, cứ nói đi đừng ngại. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu do dự trong chốc lát rồi nói, có ba vấn đề lớn. Thứ nhất, quan huyên pháp của ngươi có sự khác biệt quá lớn với trật tự vốn có của thế giới này. Trật tự của thế giới này chính là các gia tộc đại đế và đại tông môn được tôn trọng,
Còn các đại gia tộc và đại môn phái xếp thứ hai, đơn giản mà nói thì thập hoang chính là cường giả được tôn trọng. Nhưng quan huyên pháp của ngươi lại không phải như vậy, phổ biến quan huyên pháp nhất định sẽ gặp phải sự trở ngại cực lớn. Diệp Quân gật đầu, nói tiếp. Đệ nhất tính chiêu liếc nhìn Diệp Quân, sau đó tiếp tục nói, điểm thứ hai, cho dù phổ biến quan huyên pháp, nhưng tiếp theo phải làm thế nào mới có thể thực sự công nhận quan huyên pháp của ngươi? Đây là một vấn đề rất lớn, bởi vì nếu không công nhận quan huyên pháp của ngươi vậy thì ngươi phổ biến cũng không có tác dụng. Diệp Quân cầm rượu trên bàn lên, rót vào chén của đệ nhất tính chiêu, cô nói. Nói xong hắn cũng rót cho mình một chén. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đệ nhất tính chiêu thấp giọng nói, điểm thứ ba chính là quan huyên pháp của ngươi sẽ tạo ra sự đối lập giai cấp. Ngươi để cho người bên dưới sở hữu sức mạnh cường đại, rồi sau đó lại ràng buộc người bên trên. Cứ như vậy thì mâu thuẫn của hai bên nhất định sẽ ngày càng lớn, điều này sẽ gây ra sự bất ổn cho cả thập hoang. Nếu cuối cùng ngươi không thể xử lý tốt, thì cho dù thập hoang không bùng nổ ra xung đột lớn, nhưng nhất định cũng sẽ âm thầm hành động, các đại gia tộc và các tông môn kết bè kết phái, tranh giành đoạt lợi. Dứt lời, cô ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, lúc đó, có thể ngươi sẽ nhận ra trật tự mới có lẽ không tốt bằng trật tự cũ. Diệp Quân cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch, sau đó nói, vậy theo ý của cô thì nên làm thế nào? Đệ nhất tính chiêu không đáp lời. Diệp Quân nhìn đệ nhất tính chiêu, thực ra sâu trong lòng cô cũng không thích trật tự này của ta đúng không? Đệ nhất tính chiêu gật đầu, thực ra điểm cốt lõi trong trật tự này của ngươi chính là đáng làm tổn hại đến lợi ích của đại gia tộc và đại tông phái. Diệp Quân yên lặng không nói. Thấy Diệp Quân không nói gì, sắc mặt trầm lặng như nước, đệ nhất tính chiêu liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, là ngươi bảo ta nói đấy. Diệp Quân cười đáp, không phải ta tức giận về chuyện này. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy thật khó khăn. Nhưng điều này cũng bình thường, làm chuyện này sao có thể dễ dàng được chứ? Đệ nhất tính chiêu im lặng không đáp. Diệp Quân quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm mặc. Đệ nhất tính chiêu nhìn Diệp Quân đang trầm mặc, muốn nói lại thôi. Lúc này, thức ăn được mang đến. Diệp Quân chỉ gọi một vài món ăn, hẳn cầm đũa lên ăn vài miếng, cũng không nói gì, không khí trong phút chốc trở lên hơi trầm tĩnh. Phập. Chính vào lúc này, đệ nhất tính chiêu lại đột nhiên đập bàn, giận dữ nhìn Diệp Quân, ngươi đừng bày vẻ mặt đó cho. Ta xem, là ngươi bảo ta nói thật thì ngươi lại tức giận sao? Chẳng lẽ lại muốn ta phải nịnh nọt ngươi, nói mọi người đều thích cái trật tự này? Nào nào, quân đế ngài sắp tới lật đổ chúng ta sao? Lần nổi giận này của cô ta đã khiến cho mọi người trong quán rượu bị chấn động. Tất cả thực khách đều nhìn về phía hai người bọn họ. Diệp Quân cũng sửng sốt. Đệ nhất tính chiêu trừng mắt nhìn hẳn, hai mắt giống như đang bùng cháy. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cô đừng tức giận, ta chỉ là đang suy nghĩ về một vấn đề mà thôi. Khuôn mặt của đệ nhất tính chiêu lạnh như băng, không đáp lời. Thấy mọi người xung quanh vẫn đang vây xem, Diệp Quân chỉ đành ném một viên tiên tinh lại, sau đó đứng dậy kéo cô ta rời đi. Sau khi ra khỏi quán rượu, đệ nhất tính chiêu vùng ra khỏi tay hắn. Không nhìn hẳn, cũng không nói chuyện. Diệp Quân thấp giọng thở dài, ta thực sự không giận cô, chỉ là ta cảm thấy có phần khó khăn. Khó ở việc một mình ta tới đây, bây giờ không có lấy một người trợ giúp thực sự đứng ở bên cạnh ta. Mặc dù bây giờ ta dùng võ lực và lợi ích để thu phục đế kiếm tông, đế tộc và đạo tông, nhưng giống như cô nói, thực ra sâu thẳm trong lòng bọn họ không hề công nhận trật tự của ta, bao gồm cả cô cũng vậy. Đệ nhất tính chiêu vẫn không nói gì. Nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. Diệp Quân nghiêm túc nói, tính chiêu cô nương. Khi ta tới đây, người mà tiếp xúc với ta nhiều nhất chính là cô. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, ta biết cô là một người vô cùng có năng lực. Nếu cô chịu thật lòng giúp ta, vậy ta thiết lập trật tự này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Đệ nhất tính chiêu nhìn Diệp Quân trong chốc lát, rồi nói, người muốn nghe ta nói thật lòng sao? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên rồi. Trong mắt đệ nhất tính chiêu hiện lên vẻ phức tạp, người đã quá nhân từ rồi. Diệp Quân sững sờ. Đệ nhất tính chiêu nghiêm túc nói, người có biết là người đang làm gì không? Người đang làm một chuyện mà thay đổi cả vũ trụ này, người đang phá bỏ trật tự vốn có, phá bỏ giai cấp. Người làm việc như vậy thì sao người có thể nhân từ được chứ? Đừng nói thế giới người tu đạo chúng ta, cho dù có đặt ở trong thế tục,
thì cứ hễ có một vương triều mới lập lên thì vương triều này đã phải giẫm lên bao nhiêu thi thể mới có thể thiết lập được cơ chứ? Những người nhận được lợi ích ban đầu về cơ bản đều sẽ chết. Mà ngươi, dứt lời, cô ta khẽ lắc đầu, mới vừa nấy, đáng lẽ ngươi nên quyết đoán giết chết tất cả gia tộc đại đế và tông môn không chịu phục tùng có mặt ở đó. Ngươi muốn dùng sự nhân từ để thu phục bọn chúng, nhưng ta nói cho ngươi biết, kết quả của việc này chính là, bọn chúng sẽ cho rằng ngươi là một người có thể thương lượng được, bọn chúng sẽ cảm thấy may mắn, thậm chí còn đến để trả giá với ngươi. Bây giờ ngươi có đế nguyên, nhưng nếu ngươi không còn đế nguyên nữa thì sao? Ngươi không có lợi ích gì cho bọn chúng sẽ phản kháng lại ngươi, bằng mặt không bằng lòng. Đây chính là nhân tính. Diệp Quân yên lặng. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục nói, nếu vừa nãy ngươi tàn sát bọn chúng thì ngươi sẽ nhận ra, quan huyên pháp của ngươi sẽ được phổ biến một cách vô cùng thuận lợi, không có một ai dám phản kháng, bao gồm cả đạo tông. Cho dù ngươi không đưa cho bọn chúng đế nguyên, thì bọn chúng cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn mà làm theo. Tại vì sao chứ? Vì bọn chúng sợ chết. Vì bọn chúng biết rằng chỉ cần bọn chúng không nghe lời, thì họ sẽ bị tiêu diệt. Mà đợi sau khi bọn chúng làm xong việc xong, ngươi lại cho bọn chúng một chút lợi ích thì bọn chúng sẽ cảm động rơi nước mắt, kính trọng ngươi như thần linh. Nhưng nếu ngươi cho bọn chúng lợi ích trước thì kết quả chính là bọn chúng về sau làm chuyện gì thì ngươi cũng phải đưa lợi ích cho bọn chúng trước thì bọn chúng mới chịu làm. Không cho chúng lợi ích thì bọn chúng sẽ chỉ làm cho có, bằng mặt không bằng lòng. Diệp Quân im lặng không nói. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một luồng đế nguyên xuất hiện ở trong tay cô ta nhìn Diệp Quân, ngươi đưa trước cho ta lồng đế nguyên này, trong tình huống thông thường ta có lẽ sẽ cảm động đến rơi lệ, liều chết để cống hiến cho ngươi, nhưng trên thực tế lại là ta muốn có nhiều đế nguyên hơn. Thế đạo này có lúc chính là như vậy, không phải cứ dùng thiện ý là sẽ nhận được thiện ý, mà là ác ý được một bước lại tiến thêm một bước. Đây chính là nhân tính. Diệp Quân thấp giọng thở dài. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân, ánh mặt hiện lên vẻ phức tạp, ngươi có lúc điềm tĩnh khiến ta sợ hãi, giống như ngươi có thể hiểu rõ được tất cả mọi thứ, nhưng có lúc ta lại cảm thấy ngươi giống như một đứa trẻ vậy. Dứt lời, cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp, nếu ngươi tin tưởng ta thì việc phổ biến quan huyên pháp và sức mạnh tín ngưỡng này cứ để ta làm, ngươi đừng nhúng tay vào. Tất cả điều ác để ta làm, đợi sau khi ta sắp hoàn thành xong rồi thì ngươi lại xuất hiện để thể hiện lòng nhân nghĩa. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ càng tôn trọng ngươi hơn, tín ngưỡng ngươi hơn. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Nhi, tại sao lại giúp ta? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn thẳng vào hai mắt hẳn, vì ngươi nhân từ. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó cười nói, chuyện thập hoang, cô muốn làm gì thì làm, lấy danh nghĩa của ta mà làm, không cần phải chịu trách nhiệm thay cho ta. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trầm giọng nói, ta tới đây làm kẻ ác, ngươi tới làm người tốt. Như vậy có thể thống trị thập hoang càng tốt hơn. Diệp Quân nhìn cô ta, nghiêm túc nói, không cần. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu muốn nói tiếp, Diệp Quân lại nói, Tĩnh Chiêu cô nương, đây cũng không phải là cổ hủ, cũng không phải là lòng dạ đàn bà, đối với ta mà nói thì đây chính là một nguyên tắc làm người, hơn nữa, ta cũng không muốn cô bị uất ức. Nghe được câu cuối cùng của Diệp Quân, trong lòng Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lần đầu tiên cảm thấy rung động, cô ta nhìn Diệp Quân mà không nói gì. Diệp Quân tiếp tục nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hai người đi về phía xa. Diệp Quân đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ta cũng phải nói cho cô biết, kẻ địch của ta còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của cô nhiều. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, ta biết. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, hơi ngạc nhiên. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, bước đầu tiên của ngươi là thống nhất thập hoang, sau đó thiết lập trật tự ở đây. Hơn nữa còn bồi dưỡng một đám cường giả đỉnh cấp của bản thân, sau đó bước tiếp theo hẳn là lên kế hoạch với cấm địa của cổ hoang. Sau khi chiếm được cấm địa cổ hoang thì mục tiêu thật sự của ngươi hẳn là cựu thổ. Ngươi đang lên kế hoạch không chỉ là một vùng thập hoang, mà là toàn bộ vũ trụ. Ngươi muốn tiến hành một trận tranh giành đại đạo với các cường giả của các nền văn minh đỉnh cấp. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu một lúc lâu rồi cười nói, người hiểu ta cũng chỉ có Tĩnh Chiêu cô. Khuôn mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi đỏ ửng. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, cô ta liếc nhìn Diệp Quân một cái, trong mắt có một tia sáng khác thường. Người đàn ông này chiến đấu không chỉ vì một nơi nhỏ bé như thập hoang, hắn chiến đấu vì toàn bộ vũ trụ. Nền văn minh Toại Minh đáng sợ đến mức nào chứ? Mặc dù cô ta cũng chưa bao giờ đến nền văn minh Toại Minh, nhưng xem xét từ di tích của Toại Minh, nền văn minh này chắc chắn rất đáng sợ.
thu hút tất cả các cường giả đỉnh cấp của vũ trụ. Sức mạnh chân chính và nền tảng của nền văn minh này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, cựu thổ bên kia còn có hai nền văn minh siêu cấp không hề kém hơn nền văn minh Toại Minh một chút nào. Nền văn minh này, đừng nói là người thường, cho dù là đại đế cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mà người đàn ông trước mặt này lại không sợ hãi chút nào, không những không sợ mà còn dám tranh giành đại đạo. Lúc này, cô ta cũng mới thực sự hiểu được người đàn ông trước mặt này lúc đầu nói với cô ta hai câu bố cục có thể lớn hơn một chút là có ý gì. Diệp Quân bỗng nhiên khẽ thở dài nói, tiếc là bây giờ đế nguyên của ta vẫn còn hơi thấp, nếu không thì ta thậm chí có thể bồi dưỡng ra một đám đại đế trong thời gian ngắn rồi. Không phải hắn nói quá, phải biết là hắn có tiểu tháp. Đấy, đế nguyên, đệ nhất tính chiêu im lặng, cô ta cũng muốn giúp hắn, nhưng đế nguyên đối với cô ta mà nói là vượt quá khả năng của cô ta rồi. Lúc này, Diệp Quân hình như nghĩ đến điều gì đó. Quay đầu nhìn về phía đệ nhất tính chiêu cô nương, mặc dù cô đã lấy được đế nguyên, nhưng cũng đừng tùy tiện thử đột phá, ghế thánh vương đã từng nói, cho dù có đế nguyên thì cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành đại đế, mặc dù bây giờ cô là chuẩn đế, nhưng nền tảng của cô vẫn chưa tốt lắm, bây giờ đột phá thì sẽ rất nguy hiểm. Đệ nhất tính chiêu khế gật đầu nói, ừ. Diệp Quân lại nói, đến lúc đó ta sẽ giúp cô củng cố nền tảng là được rồi. Không phải cô cũng có sức mạnh huyết mạch sao? Nghe được những lời của Diệp Quân, sắc mặt của đệ nhất tính chiêu lập tức đỏ lên giống như ánh bình minh. Bởi vì lúc đêm đó vô tình tiến vào, sau này cô ta mới phát hiện ra huyết mạch của bản thân và thể chất đều được tăng lên. Dù sao thì tinh chính là máu. Không chỉ như thế, mà sức mạnh của cô ta cũng đã được tăng lên rất nhiều. Nhưng đương nhiên cô ta sẽ không nói việc này ra, đừng nói là nói ra. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ chết đi được. Thật ra nếu Diệp Quân biết được thì nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cô ta có thể cản nuốt huyết mạch phong ma của hắn, mặc dù đó là huyết mạch phong ma không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là huyết mạch phong ma, người bình thường căn bản không có khả năng cần nuốt được, còn biến thành thứ để bản thân sử dụng. Diệp Quân chậm rãi bước đi, hắn cũng không phát hiện ra đệ nhất tính chiêu có gì kỳ lạ, tiếp tục nói, trên người ta có 3 loại huyết mạch. Ba loại huyết mạch này đều khá đặc biệt, đến lúc đó xem ta có thể giúp cô nâng cao sức mạnh huyết mạch được hay không. Nghe thấy lời nói của Diệp Quân, sắc mặt của đệ nhất tính chiêu bỗng nhiên càng đỏ hơn, cũng không biết là hắn cố tình hay là đang nghĩ như thế thật. Cô ta liếc mắt nhìn Diệp Quân một cái, thấy vẻ mặt của Diệp Quân vẫn bình thường thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân lại nói, đương nhiên, sức mạnh huyết mạch chỉ là phụ, trong con đường võ đạo này. Cần nhất chính là một đạo tâm dũng cảm và cần cù, vững vàng như đá, ta cảm thấy cô cũng có một chút khiếm khuyết trong lòng, nhưng không sao cả, dần dần sẽ được. Đệ nhất tính chiêu khẽ gật đầu, phát ra một tiếng nhỏ như mũi kêu, ừ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đệ nhất tính chiêu, nhìn thấy sắc mặt của đệ nhất tính chiêu đỏ bừng thì lập tức. Hơi nghi ngờ, mặt của cô làm sao vậy? Đệ nhất tính chiêu lắc đầu, giả vờ bình tĩnh nói, không có gì. Chỉ là hơi nóng thôi. Nóng ư? Diệp Quân có hơi nghi ngờ, người tu đạo sẽ cảm thấy nóng à? Đệ nhất tính chiêu ngẩng đầu nhìn về hướng cách đó không xa, vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta đến thương hội tiên các làm gì? Diệp Quân cười nói, mua một chút đồ. Khi nói chuyện, hai người đã tiến vào trong đại điện, thương hội này vẫn sôi nổi như vậy. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía quầy bán trứng cách đó không xa. Trước quầy là một thiếu niên đang vui vẻ xếp hàng. Chính là Cố Trần. Mà lúc này, trước quầy hàng đã dựng một tấm biển, trên đó ghi rõ ràng là tỷ lệ trứng rồng rất cao. Nhìn thấy Cố Trần, Diệp Quân nhíu mày thật sâu. Đệ nhất tính chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quân mà không nói gì. Diệp Quân đột nhiên nói, tính chiêu cô nương, cô nói xem có người sẽ tốt lên ư. Đệ nhất tính chiêu nhìn thoáng qua Cố Trần kia rồi nói, trừ khi hoàn toàn hiểu ra, đương nhiên. Phần lớn chính là đến chết vẫn không biết ăn năn hối lỗi. Diệp Quân im lặng không nói gì. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Cố Trần, sau khi Cố Trần đưa tiền thì ôm một quả trứng đi sang một bên, gã chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói, đại đế phù hộ cho ta, đại đế phù hộ cho ta, chỉ cần có một cơ hội là ta có thể thoát khỏi bước đường cùng, những người trước đây đã coi thường ta, ta muốn sau này bọn họ không thể đứng dậy được nữa. Nói xong, gã cẩn thận mở phong ấn ra. Phong ấn được mở ra, quả trứng bị vỡ, lộ ra một tờ giấy từ từ bay ra,
chỉ thấy trên đó viết là cảm ơn vì đã luôn lui tới. Sắc mặt của Cố Trần lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy, tê liệt ngồi trên đất. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng ở bên cạnh Diệp Quân nói, có cần giúp nó một chút không? Diệp Quân bình tĩnh nói, nếu giúp nó thì có công bằng với những người thật sự cố gắng giữ phép tắc không? Chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng đệ nhất Tĩnh Chiêu xoay người rời đi. Nhưng cũng không phải là đi mua đồ mà là rời khỏi thương hội. Sau khi đi ra, Diệp Quân nói, điều tra giúp ta hai người. Một lúc sau, Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu đi đến một ngôi nhà đổ nát nằm ở một nơi hẻo lánh. Bốn phía xung quanh đều không có một chút khói nào, rất hoang vắng. Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu vừa đến trước ngôi nhà, chỉ thấy một người phụ nữ đang dùng xe ba gác kéo một ông lão đi ra từ bên trong ngôi nhà. Hơi thở của ông lão rất yếu ớt, thỉnh thoảng lại hơi ho khan, rõ ràng là bị bệnh không nhẹ. Hai người này là cha và mẹ của Cố Trần. Khi nhìn thấy Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu, người phụ nữ ngơ ngác nói, trong nhà còn có mấy cái chum đất, các ngươi có thể đem đi đi. Rõ ràng là bà ta đang cho rằng Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu tới đây để đòi nợ. Nhìn thấy ông già mà người phụ nữ đang kéo theo kia hơi thở càng ngày càng yếu đi, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhíu mày. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Quân, sau đó biến mất vào bên trong thời không. Chẳng bao lâu, người phụ nữ kia kéo ông lão đi tới trước một bãi đất trống, người phụ nữ cầm cái cuốc trên xe ba gác rồi bắt đầu đào đất, vì trời vừa mưa nên đất rất mềm, một lúc. Sau bà ta đã đào ra được một cái hố, bà ta đo đạc một chút, sau đó tiếp tục đào, chẳng mấy chốc, bà ta đã buông cái cuốc xuống, bà ta thở hổn hển đi đến cái xe ba gác kia, sau đó bế ông lão xuống một cách khó khăn. Bà ta ôm lấy ông lão rồi đặt xuống đáy hố. Cẩn thận sửa sang lại bộ quần áo lộn xộn của ông lão một chút, sau đó cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh ông ấy, bà ta ôm cánh tay của bạn già, đừng sợ, ta đi cùng ngươi. Bên trong thời không, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hai người đang lắng lặng nãm ở bên dưới, cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Quân, im lặng không nói gì. Cha, mẹ! Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên từ xa truyền đến. Người tới chính là Cố Trần kia. Cố Trần nhìn thấy xe ba gác từ xa, gã bỗng nhiên lao đến, lúc nhìn thấy ông lão và người phụ nữ nằm trong hố, sạc mặt đột nhiên tái nhợt, gã lập tức nhảy vào trong, sau đó vội vàng. Bế hai người ra ngoài, khóc nói cha, mẹ, hai người làm gì vậy? Hai người. Người phụ nữ cũng không nói gì, chỉ là nước mắt trong mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Ông lão tức giận nhìn chằm chằm vào Cố Trần, trong mắt hình như muốn phun ra lửa, giấy giụa muốn đứng dậy đánh chết Cố Trần. Nhưng bị bệnh nên không biết phải làm sao, thân thể thật sự rất yếu ớt, giấy giụa một hồi, cuối cùng đành phải từ bỏ, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cha, mẹ! Cố Trần quỳ xuống, gào khóc con không bao giờ đi đánh cược nữa. Lần này thật sự không bao giờ đi đánh cược nữa. Nói xong, gã đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, sau đó nhặt một tảng đá ở bên cạnh đập mạnh xuống tay phải của mình. Bịch! Bàn tay phải của gã trở nên lẫn lộn máu thịt, nhưng gã lại giống như không cảm thấy đau đớn mà còn ra sức đập vào. Thấy thế, người phụ nữ vội vàng ôm lấy gã và bật khóc. Ông lão kia thì nằm ở trên xe ba gác, lẩm bẩm nói, một gia đình tốt như thế, sao lại thành ra thế này chứ? Lúc trước một nhà bọn họ thật ra cũng không được tính là giàu có, nhưng thật ra cũng được coi là khá giả, bản thân ông ấy cũng là một võ giả, mặc dù cảnh giới không cao. Nhưng làm hộ vệ cho người khác, thu nhập thực sự rất khả quan, sau khi Cố Trần tiến vào học viện đệ nhất, cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt, cuộc sống cũng càng ngày càng có hy vọng. Cho đến khi Cố Trần bắt đầu đánh cược vào trứng, mọi thứ đều đã thay đổi. Cố Trần quỳ trên mặt đất gào khóc cha, mẹ, con xin thề, thật sự không bao giờ đánh cược nữa, thật sự không bao giờ đánh cược nữa, nếu con còn đánh cược nữa thì con sẽ không được chết tử tế. Hai người đừng dọa con sợ. Ông lão nằm trên xe ba gác lắc đầu, ta đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, nếu như không thay đổi triệt để thì cả đời này của con. Nói xong, ông ta ho dữ dội, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cố Trần vội vàng nói, cha, bệnh của cha không nặng, chỉ cần có một viên linh đan là có thể khỏi hẳn, cha chờ con đi nghĩ cách, con đi nghĩ cách. Nói xong, gã nhìn về phía người phụ nữ, mẹ. Mẹ hãy chăm sóc cha thật tốt, đợi con. Nói xong, gã chạy về phía xa mà không quay đầu lại.
Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu theo Cố Trần đi tới học viện Đệ Nhất, Cố Trần lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, một lúc sau, gã đột nhiên chạy đến trước mặt một thiếu niên và quỳ xuống, run giọng nói, Nhạc huynh, cha của ta bị bệnh nặng, còn xin Nhạc huynh giúp ta một tay, cho ta mượn 50 viên tiên tinh, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp. Cho huynh. Thiếu niên kia cũng liên tục xua tay, lần trước ngươi tìm A vay tiền cũng nói là cha của ngươi bệnh nặng, hơn nữa đến bây giờ cũng còn chưa trả tiền cho ta, bây giờ ngươi đến đây để mượn tiền, hơn nữa vẫn là cha của ngươi bệnh nặng, Cố Trần, ngươi làm người đi. Nói xong y xoay người bỏ chạy. Mà những học viên trong sân nhìn thấy Cố Trần đều nhao nhao tránh né gã như thể đang nhìn thấy dịch bệnh. Cố Trần đã sớm có tiếng xấu ở học viện Đệ Nhất, vì vay tiền, ngay cả cha ruột của gã cũng dám lấy ra mà thề độc. Đúng lúc này, Cố Trần đột nhiên xông tới trước mặt một thiếu niên, gã lại bùm, một tiếng quỳ xuống lần nữa, run giọng nói, Thiếu Vân, cha ta bị bệnh nặng, cần gấp một viên linh đan để chữa bệnh, người có thể cho ta mượn 50 viên tiên tỉnh được không? Ta quỳ xuống dập đầu với ngươi. Người đàn ông tên là Thiếu Vân kia cũng lắc đầu, Cố Trần, lúc trước ta suýt chút nữa bị ngươi kéo xuống nước, may. Mà ta kịp thời tỉnh ngộ, nếu không, ta cũng từng khuyên ngươi, rằng ngươi đừng đánh cược nữa, cũng đừng đi mượn tiền nữa, nhưng ngươi vẫn không nghe lời, ngươi tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi. Nói xong, y cũng xoay người rời đi. Sắc mặt của Cố Trần tái nhợt như tờ giấy, gã ngồi tê liệt dưới đất, đúng lúc này, gã đột nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, sắc mặt của gã có hơi khó coi, do dự một lát, cuối cùng cũng cần răng đứng dậy bước nhanh đến trước mặt cô ta, cô gái kia nhìn thấy là gã thì lập tức ngẩn ra. Cố Trần cúi đầu, hai tay nắm chặt, run giọng nói, Thanh Vận, có thể cho ta mượn 50 viên tiên tinh được không? Ta nhất định sẽ trả lại. Cô gái trước mặt này từng có tình cảm với gã, nhưng sau này, sau khi gã vướng vào đánh cược chứng thì càng ngày càng xa cô gái, mà bây giờ, cô gái trước mặt đã tiến vào nội viện, thân phận khác biệt hoàn toàn so với gã. Gặp lại Cố Trần một lần nữa, trong mắt cô gái tên là Thanh Vận hiện lên một tia phức tạp, cô ta đang định nói chuyện, lúc này, một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đi tới, Thanh Vận, đây là... Nói xong, người đàn ông kéo tay Thanh Vận. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Cố Trần như thể bị kim đâm vào tim, muốn xoay người bước đi, nhưng nghĩ đến cha của mình còn đang chờ thuốc cứu mạng thì gã đành phải cố kìm nén lại. Thanh Vận nhìn về phía Cố Trần, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, Cố Trần, đây là lần thứ 6 huynh ìm ta vay tiền rồi. Cố Trần cúi đầu, âm thanh cực kỳ run rẩy, Thanh Vận, cha của ta thật sự bệnh nặng, nếu không có một viên linh đan chữa bệnh, ông ấy. Gã còn chưa nói xong. Thanh Vận đột nhiên lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho gã, sau đó nói, huynh đừng tới tìm ta nữa. Nói xong, cô ta kéo người đàn ông bên cạnh mình xoay người rời đi. Cố Trần nhìn hai người rời đi, tay phải nắm chặt cái túi nhỏ kia, toàn thân gã run rẩy. Một lúc sau, gã hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người chạy đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cùng với Diệp Quân cũng đi theo, chẳng mấy chốc, Cố Trần đã đi tới Thương hội Tiên Các, sau khi tiến vào Thương hội. Gã bước nhanh về phía quầy bán thuốc, lúc gã chuẩn bị tiến đến gần quầy bán thuốc thì lại đột nhiên lao về phía quầy bán trứng. Gỡ lại. Gã nhất định có thể gỡ lại. Trứng. Cố Trần dùng một tay đặt túi tiền lên trên quầy hàng, âm thanh run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đáng sợ. Giờ phút này, trong đầu gã chỉ có một chữ trứng. Trong bóng tối, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức lạnh lùng, trong mắt của cô ta hiện lên sát ý. Cô ta chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Diệp Quân lại giữ tay cô ta lại, sau đó nhẹ giọng nói, ngoại trừ trứng rồng, còn có trứng gì quý giá hơn không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, hổ đỏ, một loại yêu thú, có giá trị bằng 1.000 viên tiên tinh, xác suất là 1/3. Diệp Quân nói, cho gã một con hổ đỏ đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh, cô ta hình như đã hiểu được gì đó. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước quầy hàng cách đó không xa, cô ta giơ hai ngón tay phải lên, nhẹ nhàng vẫy tay, trước. Quầy hàng phía xa, quả trứng trong tay Cố Trần lặng lẽ bị thay. Đổi, nhưng gã vẫn chưa phát hiện ra. Cố Trần ôm quả trứng kia đi đến bên cạnh, giờ phút này, đầu óc của gã trống rỗng, gã ôm quả trứng kia đi đến một bên. Cơ thể của gã run rẩy như bị sốt rét. Thật ra gã rất rõ ràng mình đang làm gì. Cũng biết sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng gã không quan tâm được nhiều như vậy.
cũng không muốn nghĩ tới mấy thứ này. Cuộc sống của gã đã rất tệ rồi. Muốn bắt đầu lại từ đầu, đã là chuyện không có khả năng, gã chỉ có thể đánh cược, nếu đánh cược thắng thì mọi thứ đều có thể quay về, tất cả đều có thể trở lại như lúc ban đầu, gã cũng có thể có một cuộc sống hoàn toàn mới, hơn nữa còn có thể thay đổi số phận của mình. Làm gì có ai ngày nào cũng thua cược chứ? Gã tin tưởng là gã nhất định có thể trở mình, nhất định có thể thay đổi số phận của mình. Cố Trần hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở phong ấn của quả trứng kia ra, khi quả trứng vỡ ra, một cái đầu hổ màu đỏ chui ra. Hổ đỏ! Có người ở giữa sân lập tức nghẹn ngào nói. Cố Trần hơi thất vọng, thế mà lại không phải là rồng, nhưng rất nhanh lại phấn khởi, bởi vì con hổ đỏ này cũng có giá trị không hề thấp. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi đến trước mặt Cố Trần, y cười nói, huynh đài, con hổ đỏ này ta ra giá 900 viên tiên tinh có bán không? 900 viên tiên tinh. Thấp hơn so với giá thị trường một chút, nhưng Cố Trần không hề chần chừ nói, bán. 900 viên tiên tinh, đủ để trả hết tất cả các khoản nợ của gã. Nghe được Cố Trần chịu bán, thiếu niên kia lấy ra một cái nhẫn không gian có 900 viên tiên tinh đưa cho gã, Cố Trần cũng đưa con hổ đỏ nhỏ trong tay cho thiếu niên. Sau khi lấy được 900 viên tiên tinh, Cố Trần hít sâu một hơi, gã đứng dậy đi về phía quầy thuốc, nhưng sau khi đi được vài bước thì gã lại dừng lại, gã quay đầu nhìn về phía quầy bán trứng, hai mắt của gã nheo lại, một ý tưởng không có dấu hiệu dâng lên trong đầu, sao không thử đánh cược một ván thật lớn. Mặc dù bây giờ gã có thể trả hết nợ bằng những viên tiên tinh này, nhưng sau khi trả hết nợ thì sao? Gã chẳng có gì cả. Gã vẫn phải sống một cuộc sống nghèo khổ, gã vẫn sẽ bị mọi người trong học viện coi thường. Gã vẫn không thể thay đổi vận mệnh của mình, và người phụ nữ mà gã yêu vẫn sẽ không trở lại bên cạnh gã. Nhưng nếu đánh cược được một con rồng thì sao? Gã không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của mình, mà còn có thể thay đổi vận mệnh của người thân trong gia đình mình và con cháu của mình. Vì bản thân mình, vì người nhà của mình, cũng vì con cháu của mình. Đánh cược. Nghĩ đến đây, Cố Trần không hề chần chừ, gã bước nhanh đến trước quầy hàng. Sau đó một tay đặt nhãn không gian bình thường kia lên trên quầy hàng, hung dữ nói, ta muốn 30 quả trứng. Một quả 30 tiên tinh, vừa vặn có thể mua được 30 quả. Nhân viên của quầy ở bên trong quầy hàng lập tức đưa cho gã 30 quả trứng. Cố Trần đặt từng quả trứng trên mặt đất, gã ngồi xổm xuống, chắp hai tay, thành kính chân thành nói, đại đế phù hộ, chư thiên đại đế phù hộ. Nói xong, gã bắt đầu mở phong ấn của từng quả một. Chẳng mấy chốc, gã đã mở phong ấn của toàn bộ số trứng, 30 quả trứng, không có một quả trứng rồng nào. Cả, 21 quả là gà, 9 quả còn lại là cảm ơn đã ủng hộ. Cố Trần tê liệt ngồi dưới đất, cả người giống như một vũng bùn, sắc mặt tái nhợt đến mức không còn một tia màu máu. Trong bóng tối, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại nói, thật ra Phản Chiêu Đế và chủ nhân Bút Đại Đạo đều không sai. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân chậm rãi đi ra ngoài. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi qua, thấy vẻ mặt của Diệp Quân hơi bất thường thì Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Diệp Quân khẽ lắc đầu, Phản Chiêu Đế từng nói, tai họa của vũ trụ là do ác niệm của chúng sinh gây nên, thật ra, trong thế tục, có một số người phải chịu đau khổ cũng hoàn toàn là do bọn họ gieo gió gặt bão, không đáng được thông cảm chút nào. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bầu trời. Hơi mờ mịt, chúng ta nên đối xử với những người gieo gió gặt bão này như thế nào? Dùng tình thương cảm hóa bọn họ như thế nào? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đang định nói chuyện. Không. Diệp Quân đột nhiên mở miệng, âm thanh của hắn mang theo ý lạnh thấu xương, có một vài người không thể dùng tình yêu để cảm hóa bọn họ. Người phải dùng ác, chỉ có kẻ ác mới có thể trừng trị kẻ ác giống như trong thế tục. Rất nhiều người chơi xấu khóc lóc om sòm, người như thế gặp được. Người tốt. Cho dù vô lý cũng muốn tranh giành ba phần, cực kỳ không biết xấu hổ, bọn họ lừa dối người hiền lành, càng nói đạo lý với bọn họ thì bọn họ lại càng ngang ngược. Nhưng nếu gặp phải người ác độc, đánh cho một trận gần chết, bọn họ sẽ trở nên cực kỳ thành thật. Thực ra, sở dĩ có người như thế là do chấp hành pháp luật không nghiêm, ba phải, nếu bình tĩnh đặt ra luật pháp chặt chẽ nghiêm khắc chấp hành, ai dám làm bậy chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quân lạnh băng, trong mắt còn có sát ý. Trong lòng Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu, cô ta còn chưa từng nhìn thấy Diệp Quân tức giận như vậy, cô ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Quân, ngươi.
Ánh mắt của Diệp Quân lạnh lùng như một khối băng vạn năm, trên đời này, không chỉ có thiện, mà còn phải có ác, bởi vì bản chất của con người chính là như vậy, ức hiếp người hiền sợ hãi người cứng rắn, đối xử tốt với người ác chính là sự bất công lớn nhất đối với người hiền lành. Nói đến đây, hẳn đột nhiên nằm chặt hai tay lại, ác pháp. Quan huyền pháp của ta hẳn là phải có một bộ ác pháp chuyên môn dùng để nhằm vào kẻ ác thì phải ác hơn tất cả những kẻ ác, ác pháp không chỉ là quan huyền pháp. Mà trật tự của ta, cũng phải phân ra trật tự thiện và trật tự ác, lúc quan huyền pháp đối mặt với người tốt thì phải bảo vệ toàn bộ quyền lợi này, khiến cho tất cả những người hiền lành. Thành thật sống có danh dự, mà lúc đối mặt với kẻ ác sẽ còn ác hơn hắn, khiến cho hắn sợ hãi, trật tự ác cho hắn biết mùi vị bị người ta sỉ nhục, ta phải xây dựng trật tự ác. Ác trật tự. Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, kiếm thanh huyên trong cơ thể Diệp Quân rung lên dữ dội, đồng thời, huyết mạch phong ma trong cơ thể hẳn cũng bắt đầu sôi trào, không chỉ như vậy, hai mắt của hắn cũng dần dần thay đổi thành màu đỏ như máu, ngay sau đó, một đạo kiếm ý màu đỏ nhạt đột nhiên phát ra từ trên người Diệp Quân. Đệ nhất tính chiêu ở bên cạnh sửng sốt, ngươi. Lúc này, giọng nói phấn khích của tiểu hồn vang lên trong đầu Diệp Quân, chúc mừng tiểu chủ đã thành lập một trật tự mới ác trật tự, một âm một dương, một thiện một ác, có trật tự mới này mới tính là hoàn mỹ. Ta lại thăng cấp rồi, ha ha, việc đánh bại tiểu đạo và kiếm tổ, đã trong tầm tay. Diệp Quân ở một nơi rất xa trong tinh vực, một người đàn ông mặc áo bào xanh đột nhiên dừng lại. Người này chính là chủ nhân bút đại đạo. Không biết chủ nhân bút đại đạo đã cảm nhận được cái gì, ông ta đột nhiên cau mày, sau đó quay đầu nhìn vào vực. Sâu không đáy của tinh hà, ông ta ngạc nhiên, sao vừa mới đó mà cậu ta đã hiểu đạo gạch dưới em mờ dương thiện ác rồi. Nói xong, ông ta trầm tư một lát, sau đó biến mất trong tinh hà xa xôi, ông ta biết, không thể cho chàng trai 25 tuổi đó quá nhiều thời gian, nếu không, sẽ xảy ra chuyện không hay, ông ta biết rõ chàng trai đó, thiên phú và tâm tính rất tốt, thiếu sự tích lũy, hiện tại tên đó chỉ cần tích lũy và trau chuốt bản thân. Chỉ lát sau, chủ nhân bút đại đạo dừng lại, cách ông ta hàng trăm trượng, có một cái đầu lâu khổng lồ. Cái đầu to đến mức lặng lẽ trôi nổi trong thiên hà như một ngôi sao khổng lồ. Đúng lúc này, một luồng kim quang bay ra khỏi cái đầu đó, trong nháy mắt, luồng kim quang xuất hiện trước mặt chủ nhân bút đại đạo, khi kim quang tản đi, là một người đàn ông mặc đồ trắng, người đàn ông cung kính nói, hóa ra là chủ nhân bút đại đạo, đã lâu không gặp. Chủ nhân bút đại đạo ngắt lời người đàn ông, phiền não nói, mau nói cho chủ nhân các người biết, ở vũ trụ thập hoang xa xôi có kẻ phản loạn. Muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, bắt đầu một cuộc cách mạng, mau báo cho vực chủ của các ngươi để ông ta dẫn người đi tiêu diệt hắn, nhớ, dẫn theo tất cả mọi người. Người đàn ông mặc đồ trắng kinh hãi, vũ trụ thập hoang. Ở đâu? Chủ nhân bút đại đạo nói, rất xa. Người đàn ông mặc đồ trắng nói, đối phương có thực lực gì? Nắm giữ bao nhiêu tinh hệ, bao nhiêu vũ trụ, có bao nhiêu người? Chủ nhân bút đại đạo nói, tạm thời là một người, ước chừng. Cảnh giới đại đế. Người đàn ông mặc đồ trắng im lặng, cảnh giới đại đế. Người bảo vực chủ của bọn ta tự mình đi, hơn nữa còn phải dẫn tất cả mọi người. Điều này giống như trong một đế quốc, tại ngôi làng nhỏ nằm ở rìa núi, có người nói muốn tạo phản, sau đó hoàng đế đích thân ngự giá thân chỉnh, dốc hết lực của cả nước để đánh dẹp. Quá đáng, chủ nhân bút đại đạo thấy sắc mặt đối phương, biết đối. Phương đang nghĩ gì? Lập tức tức giận nói, đã đọc sách chưa? Người đàn ông mặc đồ trắng gật đầu, có xem. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, biết tại sao những kẻ phản diện kia ở cửa cuối bị đánh bại không? Chính là vì đã đánh giá thấp đối thủ, cho đối thủ thời gian trưởng thành, nếu ngay từ đầu họ đã dốc toàn lực để đánh bại nhân vật chính, còn có thể thua sao? Ngươi đi đi, ta không giải thích với ngươi, ta đi nói chuyện với chủ vực của ngươi, nói xong, ta còn muốn đi đến nơi kia, mẹ kiếp. Hai năm này trưởng thành quá nhanh, gấp chết ta rồi. Nói xong ông ta biến mất vào khoảng không, người đàn ông mặc đồ trắng. Thành đệ nhất, ác trật tự. Quân liếc nhìn kiếm ý đỏ nhạt trên người, hẳn phất tay, kiếm ý trong cơ thể phát ra lập tức biến mất. Hắn nói trong lòng, tiểu hồn, người thăng cấp rồi à? Tiểu hồn hưng phấn nói, đúng vậy, tiểu chủ người tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện trật tự. Bây giờ ta vừa là thiện vừa là ác. Khi tiểu chủ là thiện, ta sẽ là thiện trật tự, khi tiểu chủ trừng ác, ta sẽ là ác trật tự, hiện tại ta có thể dễ dàng giết chết ít nhất 3 tên đại đế. Không chỉ vậy, bây giờ tiểu chủ không chỉ hấp thu sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh,
mà còn có thể hấp thu ác niệm của bọn họ để sử dụng, người có thể lấy thiện trừng ác, cũng có thể lấy ác trừng ác. Diệp Quân nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên có thể cảm nhận được tất cả ác niệm của thành đệ nhất. Bên trong thành, ác niệm đầy trời. Mẹ kiếp! Diệp Quân cũng bị dọa cho giật mình, hắn không nghĩ đến một tòa thành nho nhỏ như vậy, có thể có nhiều ác như thế, vậy toàn bộ thập hoang sẽ đáng sợ đến nhường nào. Lúc này hắn lại nghĩ tới Phạn Chiêu Đế. Nếu để cho cô ta trưởng thành thêm một khoảng thời gian nữa, ai có thể đánh thắng được cô ta? Toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu cái ác? Trong đầu hắn nảy sinh ý tưởng phi thực tế, nếu cô nàng Phạn Chiêu Đế kia tuân theo trật tự của hắn. Hắn sợ mình sẽ đánh nhau ngang sức với cha hắn mất. Diệp Quân vội vàng lắc đầu, lúc này thực lực của hắn không đủ cường đại, tốt nhất không nên có suy nghĩ này. Trừ Phạn Chiêu Đế, còn có chủ nhân bút đại đạo, bây giờ hẳn chỉ mong chủ nhân bút đại đạo quên hẳn, cho hẳn trưởng thành thêm một thời gian nữa. Diệp Quân không nghĩ nữa, hít thật sâu, với lần đột phá này, cũng có hơi bất ngờ và mừng rỡ. Hoàn thiện trật tự. Ác trật tự không phải trật tự riêng lẻ, với hắn mà nói, kỳ thật chính là hoàn thiện trật tự, đương nhiên đây là điều hắn không ngờ tới. Hơn nữa hẳn cũng biết rất rõ, tuy rằng hiện tại hẳn có thể hấp thu ác nghiệp, nhưng tuyệt đối không bằng Phạn Chiêu Đế, người phụ nữ kia dù đi đến đâu, chỉ cần chỗ đó có cường giả mạnh hơn cô ta có thể thẳng tay cưỡng ép hấp thu tất cả chỗ ác niệm đó. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể làm được, thứ nhất hắn không phải trời sinh ác đạo, những ác niệm này cũng không gần gũi với hắn, về phương diện này hắn kém xa Phạn Chiêu Đế, dù sao, Phạn Chiêu Đế đi đến đây, ác niệm đều ùn ùn kéo đến, thậm chí không cần cô ta ra tay, ác niệm cũng tìm cô ta. Thứ hai, hiện tại hắn là một thể thống nhất của thiện ác trật tự, nếu hấp thu quá nhiều ác niệm, áp chế thiện của bản thân, đó là điều không thể, mục tiêu cuối cùng của hắn là lấy thiện áp chế ác, ác trừng ác, mà không phải lấy ác bắt nạt thiện. Có thể nói, trong thời gian ngắn, hắn không thể lấy ác trật tự để thắng Phạn Chiêu Đế, nhưng, về lâu về dài, chắc chắn Phạn Chiêu Đế sẽ kém hơn hẳn. Dẫu sao, hắn hoàn hảo hơn. Trừ khi Phạn Chiêu Đế cũng có thiện niệm, kết hợp cả thiện và ác. Thật ra, hắn hơi tò mò, bây giờ Phạn Chiêu Đế đang làm gì, bởi vì sau khi hắn chiếm đoạt tu vi của cô ta được người thần bí cứu đi, từ đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa, mà sau này hắn mất đi tu vi, hắn sợ nhất chính là tu vi đó sẽ được trả lại cho Phạn Chiêu Đế. Nếu quả thật như vậy, nghĩ đến đây, hắn hít thật sâu. Bây giờ Phạn Chiêu Đế chính là ác mộng của hắn. Ngày nào mà chưa diệt, ngày đó hắn sẽ không yên lòng. Kẻ thù trong cuộc đời. Lúc này đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi kinh ngạc, vì cô ta có thể cảm nhận rõ Diệp Quân đã thay đổi, thế này là đột phá rồi à? Nhưng hẳn vẫn chưa có tu vi gì mà. Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu nghi hoặc vô cùng. Lúc này Diệp Quân đột nhiên nhìn cô ta, cười nói chúng a đi thôi. Nói rồi, hẳn đi về phía xa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút do dự, sau đó nói, vừa nấy ngươi. Diệp Quân nói, có tí cảm ngộ thôi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, không nói gì nữa. Diệp Quân lại nói, Tĩnh Chiêu cô nương, cô nói rất đúng, trước đây ta nghĩ nhân tính quá đơn giản rồi, thế đạo này, ác cũng có nhiều loại, có loại cực gian cực ác tai và cả quốc gia, có loại thì chỉ ác, hại cả nhà, nhưng cho dù là loại ác nào, muốn thì đều không thể dùng sự lương thiện để cảm động bọn chúng, đối xử với loại người này, chỉ có cách càng ác hơn bọn chúng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân nói tiếp, thế đạo bây giờ. Không có một trật tự thống nhất, mọi người đều tôn trọng cường giả, có người làm theo ý thích, còn tiêu chuẩn của thích vốn bắt nguồn từ đạo đức tốt một chuyện, thì khi làm việc sẽ băn khoăn hơn, còn nếu đạo đức khá xấu, thì như lúc trước cô nói, nếu gặp phải một đại đế xấu, nháy mắt là có thể chôn vùi cả thập hoang, nói nhẹ. Nhàng thì, trong khoảnh khắc là khiến cả gia đình tai vạ. Nói tới đây, hắn nhẹ giọng nói, còn chỉ dựa vào đạo đức của một người để trói buộc bản thân hẳn, cái này không hiện thực. Chúng ta nên vẽ ra một giới hạn cũng chính là pháp luật chính là giới hạn cuối cùng của đạo đức, một khi đụng chạm, tất nhiên phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Với hắn mà nói, thiết lập trật tự chỉ là bắt đầu, làm sao để hoàn thiện trật tự này, làm sao để quản lý vũ trụ này, đây mới là thứ hắn phải nghĩ, phải làm trước mắt. Nói đơn giản, thiết lập trật tự không khó, khó là làm sao để hoàn thiện trật tự, còn mỗi lần hắn hoàn thiện trật tự của mình hơn một chút. Đại đạo của hắn cũng sẽ tăng lên một cảnh giới. Bổ trợ cho nhau. Bên cạnh, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn,
giờ này khắc này, cô ta mới thật sự hiểu Diệp Quân muốn làm gì. Hàn thiết lập trật tự này, chủ yếu thật sự là vì chúng sinh. Thực ra, sâu trong lòng cô ta không quá lạc quan về suy nghĩ này của Diệp Quân, bởi vì thiếu niên giết rồng, cuối cùng cũng trở thành rồng ác. Như vương triều đế quốc trong thế giới trần tục, rất nhiều người tạo phải, trước khi chưa tạo phản thành công, đều la hét là vì thiên hạ, vì người dân, nhưng sau khi tạo phản thành công, lật mặt ngay, bá tánh cũng biến thành đối tượng bóc lột của bọn chúng. Đặc biệt là thế giới người tu hành, tuổi thọ vô hạn, so với đại đạo và trường sinh, hàng tỷ sinh linh thật sự chẳng đáng là gì. Cho dù trong mắt cô ta, cái gọi là chúng sinh, chẳng qua cũng chỉ là một con số thôi. Thực lực càng mạnh, càng coi thường sinh mệnh. Lúc nói chuyện, Diệp Quân đã đưa đệ nhất tính quân tới trước mặt ba mẹ Cố Trần, lúc này người phụ nữ kia còn đang hồi hộp trông chờ, đợi Cố Trần quay về. Sắc mặt của ông già trên xe ba gác nhợt nhạt như tờ giấy, xem ra tình hình cực kỳ không ổn. Thấy Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu, người phụ nữ kia hơi nghi ngờ, căng thẳng các người tới đòi nợ à? Diệp Quân cười n huynh. Không phải, chúng ta là bạn của Cố. Bạn. Người phụ nữ càng nghi ngờ hơn. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn, đây là thứ hắn lấy từ đệ nhất tính chiêu, hắn đưa viên đan dược cho người phụ nữ, cười nói, đây là thứ Cố huynh nhờ ta đưa tới. Người phụ nữ hơi run rẩy nhận viên đan dược, sau đó nói, vậy nó đâu? Diệp Quân nói, lòng hiếu thảo của Cố huynh đã cảm động được viện trưởng của học viện trưởng quyết định cho hắn một cơ hội, để hắn đi làm một nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đó, hắn có thể quay về học việc lần nữa, nhiệm vụ này, chắc cần tầm nửa năm. Nghe xong, người phụ nữ lập tức vui mừng phát khóc, quỳ thụp xuống đất, không ngừng phục lạy. Diệp Quân đỡ bà ta dậy, sau đó nói, mau cho ông lão uống thuốc đi, nếu không ông ta sẽ chết mất. Người phụ nữ tỉnh táo lại, vội đứng dậy tới cạnh xe ba gác, bà ta cẩn thận đặt viên thuốc vào miệng ông lão, thuốc vừa vào người, dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt ông lão đã khôi phục vẻ hồng hào. Đan dược của đệ nhất tính chiêu, tất nhiên không phải đan dược bình thường. Sau khi ông già ho mất tiếng, ông ta từ từ đứng dậy, nhìn Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu, sau đó nặng nề hành lễ cảm ơn hai vị. Diệp Quân cười nói, ông không cần phải vậy. Ông già do dự một chút, sau đó nói, Cố Trần nó. Diệp Quân nói, Cố huynh đã sửa sai, nửa năm sau, hẳn sẽ quay lại gặp mọi người. Ông già nhìn Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu, sau đó quỳ thụp xuống, người phụ nữ kia thấy vậy, cũng vội quỳ xuống. Ông già cúi đầu thật sâu, cảm ơn. Diệp Quân đỡ hai người dậy, sau đó lại lấy một cái túi nhỏ ra đưa cho hai người, trong này có 100 viên tiên tinh, là Cố huynh đi mượn viện trường, hẳn bảo ta giao cho hai người, còn bảo ta nhắn với mọi người, bảo mọi người ở đây mua bán chút tài sản, sống qua ngày cho tốt. Ông già run rẩy nhận cái túi, không biết từ lúc nào trên mặt đã nước mắt giàn giụa. Diệp Quân nói, sống cho tốt. Ông già nghẹn ngào nói, chúng ta không có gì báo đáp, chỉ quỳ lạy cho phu thê hai người thôi. Nói rồi, ông ta kéo người phụ nữ bên cạnh quỳ xuống chỗ đó. Phu thê, nghe thấy lời ông lão nói, sạc mặt đệ nhất tính chiêu lập tức hơi mất tự nhiên, cô ta liếc Diệp Quân, nhưng vẻ mặt Diệp Quân lại rất bình tĩnh, cô ta thu mắt lại, cụp xuống, nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân lại đỡ hai người dậy, dặn dò mấy câu, hẳn kéo đệ nhất tính chiêu quay người rời đi. Ông già và người phụ nữ nhìn hai người rời đi, mặt người phụ nữ đầy mừng vui thanh thản, hai người bạn của Trần Nhi tốt quá. Trong mắt ông già xẹt qua một tia phức tạp, cái thứ đáng thất vọng đấy, sao có thể kết bạn với loại người này được, cũng không biết tổ tiên nào của nhà họ Cố ta hiển linh nữa, ai ra. Nơi xa, đệ nhất tính chiêu đột nhiên nói, chừng chị Cố Trần kia thế nào. Quân bình tĩnh nói, thành đệ nhất này có chỗ nào? Tăm tối không? Đệ nhất tính chiêu nói, khoáng ngục, chỗ đó là nơi gia tộc ta trừng phạt phạm nhân, đào mỏ không có ngày đêm, ăn không no, đói không chết, mù mịt tăm tối, mệnh danh là địa ngục trần gian. Diệp Quân gật đầu, đưa hẳn tới đó đi. Đệ nhất tính chiêu nhìn Diệp Quân nói. Nhiều lúc con người là vậy, chỉ có lúc mất đi mới biết trân trọng. Đệ nhất tính chiêu nói, nếu đến chỗ đó, hẳn còn. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy thì cho ông lão và thím hồi nãy trẻ lại một chút, để bọn họ trẻ ra 30 tuổi, sau đó sinh ra đứa khác. Đệ nhất tính chiêu hơi ngơ ngác, mãi lúc sau mới hiểu ý Diệp Quân nói,
cô ta nhìn Diệp Quân, quở trách nói, con người ngươi, có lúc nói chuyện tới ta cũng nghe không hiểu nổi. Diệp Quân cười, sau đó nghiêm túc nói, loại người này, nếu cả cái ác cũng không chừng trị nổi, vậy chỉ đành để hắn biến mất khỏi thế gian hoàn toàn, nếu không, loại người này ra ngoài cũng hại người thôi, không chỉ hại người nhà bạn bè mình, còn hại cả người khác. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, cô ta tạm dừng, lại nói, lãng phí thời gian vì một người như vậy, xứng đáng không? Diệp Quân cười nói, vì hắn, tất nhiên không xứng đáng, nhưng, chuyện của ông lão và thím đó đã bị chúng ta nhìn thấy, cũng không thể thật sự làm ngơ được. Chung quy, hai ta không phải kẻ ác, trong nhà có loại người hạ đẳng như vậy, thật khó khăn. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, chính xác. Diệp Quân bỗng mở lòng bàn tay ra, một cái hộp đồng đen xuất hiện trước mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cái này cho cô, A đã trao quyền cho ba chiến tướng đồng đen, bây giờ bọn họ sẽ nghe lệnh của cô. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhận cái hộp đồng đen, trong nửa tháng, thập hoang sẽ thống nhất. Nói xong, cô ta cầm cái hộp, xoay người muốn rời đi, lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu dừng chân, cô ta quay người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đi tới trước mặt cô ta, cười nói, ta còn có thể tiếp tục ở trong tộc Đệ Nhất không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi ngơ ngác, lập tức hiểu ý Diệp Quân, trong lòng cô ta có chút cảm động, gật đầu, ừ. Diệp Quân ở trong tộc Đệ Nhất, chính là gửi một tín hiệu ra ngoài, quan hệ của hắn và cô ta không bình thường, sở dĩ hẳn làm vậy, thật ra là không muốn cô ta gánh tội giúp kẻ ác này, mặc dù cô ta không để ý, nhưng Diệp Quân làm vậy, vẫn khiến lòng cô ta ấm áp. Sau khi Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đưa Diệp Quân về tộc Đệ Nhất, cô ta dẫn một đám cường giả trong tộc Đệ Nhất rời khỏi tộc Đệ Nhất. Diệp Quân tới chỗ biểu diễn võ thuật của tộc Đệ Nhất, Yểm Nhật. Vừa dứt lời, 200 luồng kiếm quang đột nhiên rơi từ trời xuống, dừng ngay ngắn trước mặt hắn, dẫn đầu chính là Yểm Nhật. Sau người hắn, là một kiếm tu đỉnh cấp của kiếm đế tông, khí tức của những kiếm tu này đều mạnh mẽ, trên người tỏa ra kiếm thế khủng bố. Lúc thấy Diệp Quân, Yểm Nhật dẫn đầu lập tức cúi đầu thật sâu, quân đết. Thấy vậy, các kiếm tu khác cũng dồn dập hành lễ. Diệp Quân nhìn những kiếm tu hành lễ, sau đó nói, các vị, ta nói thật với các ngươi, mục tiêu tiếp theo của ta chính là cấm địa cổ hoang, là di tích toại minh trong truyền thuyết, đi tới nơi đó, không tránh khỏi cuộc chiến khốc liệt, do đó, các vị có thể chọn ở lại, cũng có thể chọn rời đi, nếu chọn ở lại, ta sẽ cố gắng hết sức để nâng cao thực lực của các vị lên. Một kiếm tu trong đó đột nhiên nói, không biết quân đế muốn làm thế nào để nâng cao thực lực của chúng ta lên. Các kiếm tu còn lại cũng dồn dập nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, chia làm ba phần. Phần một, ta sẽ cho các người một nơi tu luyện đặc biệt. Thứ hai, ta sẽ chỉ cho các người tu hành. Thứ ba, ta sẽ cho các người tài nguyên để tu luyện. Nếu các người đạt tới một trình độ nhất định, ta còn cho các người đế nguyên. Đế nguyên. Vừa nói lời này ra, mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, sau đó lại vui mừng. Lúc này bọn họ đã biết, muốn thành đế, phải có đế nguyên, nếu không có đế nguyên, cho dù bọn họ có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không thể thành đại đế. Ai không muốn trở thành đại đế? Đột nhiên Diệp Quân từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng nói, tiểu hồn, mở phong ấn của tháp ra. Bù, một tiếng kiếm bỗng vang lên trong sân, ngạt chết ông đây rồi. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong não Diệp Quân, vãi vãi vãi. Nó thật sự quá ấm ức rồi. Mẹ nó, Diệp Quân cười nói, tháp ra, ấm ức cho ngươi rồi. Tiểu tháp lạnh giọng nói, rõ ràng ngươi có thể gỡ phong ấn cho ta sớm hơn mài. Diệp Quân nói, khiêm tốn một chút cũng khá tốt mà. Khiêm tốn cái con khi á. Tiểu tháp nói, nhóc con nhà ngươi còn xấu xa hơn cha ngươi nữa, ngươi tính kế người khác, mà người khác còn không biết mình bị người tính kế, người quá xấu xa. Diệp Quân. Sau khi dỗ dành một lúc lâu, cơn tức của tháp gia mới biến mất. Diệp Quân đưa Yểm Nhật và đám cường giả kiếm đế tông vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, sắc mặt của mọi cường giả đều thay đổi. Trong tháp 10 năm, bằng bên ngoài một ngày. Sau khi phát hiện điểm này, mọi kiếm tu đều lộ vẻ chấn động. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, 6 chiến tướng đồng đen xuất hiện trước mặt hẳn. Hẳn nhìn 200 kiếm tu, sau đó nói, huấn luyện thực chiến, nào, để ta xem thực lực của các ngươi. 6 chiến tướng đồng đen nhận được sự chỉ đạo của Diệp Quân, lập tức xông ra, nháy mắt đội hình đã tán loạn.
những kiếm tu kia tỉnh táo lại, dồn dập xông về phía 6 chiến tướng đồng đen. Chiến tranh bắt đầu. Xong, ngay khi trận chiến bắt đầu, 200 kiếm tu cấp bậc chân thánh đã bị đè bẹp tàn nhãn. 200 kiếm tu hoàn toàn không phải là đối thủ của 6 chiến tướng đồng đen này. Diệp Quân nhíu chặt mày, mặc dù những kiếm tu này cũng là cấp bậc chân thánh, nhưng so với chân thánh hạo nhiên kia, thật sự kém không ít. Có điều không xa, nền tảng những kiếm tu này thấp cũng rất tốt, tu luyện trong này vài trăm năm, đảm bảo sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Còn Diệp Quân hẳn thì muốn tạo ra một đội quân siêu cấp. Hắn cũng nên có một đội thân binh. Hạ ẩn muốn dùng 200 thân binh này để cùng chinh chiến mọi thế giới. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ta cảm nhận được khí tức của phản chiêu đế. Chết tiệt! Diệp Quân lập tức như gặp kẻ địch mạnh. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, hẳn vội vàng nhìn xung quanh một lượt như gặp phải đại địch. Lẽ nào người phụ nữ kia nhận ra thực lực của mình có phần nâng lên nên mới đến diệt khẩu mình à? Tất nhiên hắn không dám xem thường người phụ nữ đó, hẳn đã bị nhiều phụ nữ đánh lắm rồi. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đề phòng nói tháp. Ra, đối phương ở trong bóng tối à? Tiểu tháp đáp, vừa nãy ta cảm nhận được một tia thần niệm quét qua người người, hơi thở đó là của phản chiêu đế. Diệp Quân nhíu mày lại, đối phương ở trong bóng tối. Tiểu tháp do dự một lúc rồi nói, ta cũng không chắc nữa. Diệp Quân đen mặt lại, đúng là tháp gia cần phải thăng cấp rồi. Diệp Quân hỏi trong lòng, tiểu hồn, người thì sao? Có cảm nhận được người phụ nữ kia không? Tiểu hồn khí phách nói, tiểu chủ đừng sợ, bây giờ ta đã vô địch rồi, phản chiêu đế thì sao chứ, cứ đến đi, ta đánh 10 đứa cũng được. Diệp Quân, tiểu tháp. Diệp Quân lại bảo hai tên này cảm nhận lại xung quanh một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Diệp Quân nhíu chặt mày lại, dứt khoát không thèm để tâm đến đối phương nữa, tiếp tục bận rộn chuyện của mình, bởi vì tiểu hồn không phải tháp gia nên nói chuyện khá đáng tin, nếu bây giờ đối phương bỗng xuất hiện thì hẳn cũng không quá sợ. Mục Vực. Sau khi nhóm cường giả nhà họ Mục trở lại Mục Vực, Mục Chân lập tức mở cuộc họp gia tộc. Trong điện, vẻ mặt của các cường giả nhà họ Mục cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ không hề ngờ rằng Đế Kiếm Tông lại đột ngột phản bội, vốn tưởng sẽ phải nổ ra một trận đại chiến, nhưng không ngờ vị quân đế kia lại giải quyết vấn đề dễ như bẻ gấy cành khô. Không chỉ có như vậy, vị quân đế kia vẫn còn đế nguyên trong tay. Hơn nữa, đế tộc và đạo tông đều đã có được đế nguyên, chuyện đó nghĩa là sao? Nghĩa là hai tộc này vô cùng có khả năng sắp xuất hiện cường giả đại đế. Bây giờ tình hình của Mục tộc quả thật rất gay gâu, vô cùng bị động. Tộc trưởng Mục Chăn của Mục nhìn mọi người một lượt rồi nói, chư vị có ý kiến gì? Mục Khoản ở bên bước ra, trầm giọng nói, cha, Mục tộc chúng ta hiện tại ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện ra thì không còn lựa chọn nào khác. Đầu hàng. Vừa nói xong, tất cả cường giả nhà họ Mục có mặt ở đây đều cau mày lại. Mục Khoản tiếp tục nói, cục diện bây giờ đã thế, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, mục đích của quân đế cũng rất rõ ràng, đó chính là thống nhất thập hoang, trong tình huống này. Nếu chúng ta không hàng thì chỉ còn một con đường chết. Thật ra thời điểm đầu hàng tốt nhất là khi nào? Tất nhiên là trước khi Diệp Quân đánh nhau với quân tộc, khi ấy nếu phụ thân cô ta đồng ý nghe lời cô, dứt khoát đầu hàng ngay lúc đó như đạo tông thì bây giờ nhà họ Mục đã không rơi vào thế bị động như vậy. Bởi vì khi đó đầu hàng vẫn còn được tính là quay đầu kịp thời. Thế nhưng lúc đó Mục Chăn đã không chịu nghe, mà bây giờ, cô ta hiểu rất rõ. Nhà họ Mục đã không còn lựa chọn nào khác. Không đầu hàng, chắc chắn sẽ chết. Đúng là nực cười. Đúng lúc này, một ông lão bước ra, ông ta lạnh lùng liếc Mục Khoản một cái, đúng là đề cao người khác hạ thấp bản thân, quân đế kia đúng là mạnh, nhưng ngươi đừng quên hắn đã bị đại đế liên thủ phong ấn, bây giờ hắn căn bản không có thực lực của đại đế. Về bên cạnh hắn còn có tộc đệ nhất, đế tộc, đạo tông và đế kiếm tông thì sao? Lực của bọn họ mạnh nhưng hiện tại ngoại trừ Mục tộc ta thì còn có Tân tộc, Nguyên tộc, Thần tông, và Đế tông. Nếu quân đế thật sự muốn tung hoành làm càn thì chẳng lẽ không sợ chúng ta cũng liên thủ lại đối phó với hắn. Liên thủ cái đầu ông ấy. Đúng lúc này, một ông lão tóc chẳng bước ra, phẫn nộ bốp. Chát lại ông lão kia, lão dư, ông ăn đất ngu luôn rồi à. Đến bây giờ mà còn không hiểu rõ tình hình, dùng cái đầu heo của ông mà nghĩ đi, tộc đệ nhất. Đế tộc, đạo tông và đế kiếm tông tại sao lại thần phục quân đế?
mấy người gia chủ đó chẳng lẽ cũng không có đầu óc như ông? Còn nữa, quân tộc cũng đã triệu hồi hư hồn đại đế của họ rồi, nhưng kết cục thế nào? Hư hồn đại đế kia đã im hơi lặng tiếng tan biến. Vậy mà còn chưa hiểu ra à? Quân đế đó căn bản không hề mất tu vi, mẹ nó, hắn chỉ đang giả bộ thôi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cả kinh. Vẫn còn tu vi. Dư trưởng lão trừng mắt nhìn ông lão tóc chằng kia, cả giận nói, mục tiếu, nói chuyện thì cứ nói bình thường, đừng có sỉ nhục người khác. Ông lão tóc trắng cả giận nói, sỉ nhục con mẹ ngươi, thứ ngu xuẩn, có chút chuyện vậy thôi mà nhìn không hiểu, người chết mẹ luôn đi. Mọi người. Mục dư trưởng lão nghe thế thì tức xì khói, đang định ra tay ngay tại chỗ. Mục Chân cau mày lại, ông ta nhìn mục tiếu trưởng lão, chú ý. Mục tiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, theo ta được tê, quân đế hiện tại đã giao toàn quyền cho đệ nhất tĩnh chiêu xử lý mọi chuyện, người phụ nữ này là hạng người gì mà các ngươi không rõ sao. Ngay cả cha đẻ mà cô ta còn dám giết, các ngươi nói thử cô ta sẽ nhân từ với chúng ta không? Đệ nhất tĩnh chiêu. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của nhóm cường giả nhà họ Mục đều thay đổi. Mục Tiếu ngẩng đầu nhìn nhìn Mục Chân, tiếp tục nói, tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, như tiểu khoản đã nói, lúc trước đã là thời điểm đầu hàng tốt nhất của chúng ta rồi. Nếu khi đó đầu hàng thì chúng ta đã có thể chủ động hơn bây giờ, còn hiện tại thì mọi người nghĩ chúng ta còn tư cách để thương lượng chuyện với người ta không? Sắc mặt Mục Chân tối đi. Một trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, bây giờ có đánh nhau cũng không có đường nào thắng được, có điều cứ đầu hàng như vậy thì cũng rất thiệt thòi, ta cảm thấy chúng ta có thể bàn lại điều kiện với hẳn, ví như đế tộc và đạo tông. Đều có đế nguyên, vậy chúng ta cũng nên xin lấy cho mình một luồng. Nghe thế, mọi người còn lại đều gật đầu lia lịa, biểu thị đồng ý. Đầu hàng cũng được, nhưng phải có lợi ích. Mục Khoản khẽ thở dài, nếu người ta không muốn cho chúng ta thì sao? Hừ, ông lão kia hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin quân đế dám cá chết lưới rách. Các cường giả nhà họ Mục còn lại cũng đua nhau gật đầu. Ông lão kia lại nói, bây giờ thực lực tổng thể của nhà họ Mục vẫn còn, hơn nữa còn có thần tông, nguyên tộc, thần tộc, ta tin quân đế chắc chắn vẫn còn kiêng kỵ chúng ta, tất nhiên sẽ không dám quá tuyệt tình. Nhưng Mục Khoản lại lắc đầu. Ngày đó khi hư hồn đại đế của quân tộc xuất hiện, hắn có nể tình không? Không hề cho chút mặt mũi nào ấy chứ. Lúc này, Mục Chân dẫn đầu đột nhiên nói, giống như lục trưởng lão nói, chúng ta đến đàm phán với quân đế đi, nếu hắn bằng lòng cho chúng ta một luồng đế nguyên thì nhà họ Mục đầu hàng có sao đâu. Còn nếu hắn không cho, muốn làm lơ, ta cũng không tin hắn thật sự dám cá chết lưới rách. Lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân bên ngoài về, bế quan cũng phải xuất quan, đã là lúc này rồi, nhà họ Mục ta phải hung dữ lên. Nếu không lại bị tên quân đế kia bắt nạt. Sau khi tan họp, Mục Khoản rời khỏi đại điện, cô ta ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. Lúc này, Mục Tiếu đột nhiên đi tới bên cạnh cô ta, nhà đầu, theo con thì bây giờ. Mục Khoản lắc đầu, người trong tộc chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thế cuộc hiện tại, không đúng, không phải họ không thấy rõ được tình thế hiện tại, mà là đang cố chấp cầu may trong lòng mà thôi. Hay! Nói đến đây, cô ta thấp giọng thở dài, người đời xưa nay vẫn vậy, trước khi mọi chuyện hỏng bét đến mức không thể cứu vãn được nữa, bản thân đã rơi vào đường cùng nhưng vẫn không chịu chấp nhận, cứ cố chấp ôm lấy một tia hy vọng. Mục Tiếu do dự một lúc rồi nói, quân đế kia không phải hạng người lòng dạ độc ác. Mục Khoản nói, hắn quả thật không phải là người tàn ác, nhưng đệ nhất tính chiêu thì phải. Mà quân đế hiện tại đã giao toàn quyền xử lý cho cô ta. Cũng đã nói rõ rằng nếu nhà họ Mục đầu hàng vào lúc này thì còn có cơ hội sống sót, nhưng bây giờ bọn họ cứ cố chấp giả ngơ không hiểu, nhà họ Mục chúng ta bây giờ đã không còn tư cách để có kè mặc cả với quân đế nữa. Sắc mặt Mục Tiếu âm trầm cực kỳ. Mục Khoản tiếp tục nói, hơn nữa, con luôn cảm thấy quân đế không chỉ tính toán cả thập hoang, mà hắn chắc hẳn còn có mưu đồ lớn hơn nữa, chính là vùng cấm cổ hoang kia. Mục Tiếu cả kinh trong lòng, chuyện này. Hắn có năng lực đó không? Mục Khoản bình tĩnh nói, theo con suy đoán thì 7, 8 vị đại đế kia căn bản không thể phong ấn lại thanh kiếm kia trong cơ thể hắn. Hắn chỉ đang gài vợ yếu thế thôi. Mục Tiếu nghi ngờ nói, sao hắn lại giả vờ với chúng ta? Mục Khoản lắc đầu, không phải là với chúng ta không có tư cách đó, mà là hắn đang giả vờ yếu thế trước kẻ địch giấu mặt,
ví như nền văn minh toại minh thần bí xưa nay ở Thập Hoang, từ khi quân đế đến đã cẩn thận từng bước khám phá ra nó. Nói đến đây, cô ta đột nhiên nắm chặt hai tay lại, cả người có hơi kích động, chí khí lòng dạ anh hùng cỡ đấy, hắn đặt hết mọi ý chí vào vũ trụ, nếu nhà họ Mục chúng ta có thể đi theo hắn thì chắc chắn toàn tộc sẽ được tiến thêm một bước. Nhưng nếu chúng ta dám cản trở trước mặt hắn, tất nhiên hắn sẽ nghiền chúng ta thành cát bụi, từ đó vạn kiếp bất phục. Nói xong, trong sâu thẳm lòng cô ta chợt dâng lên một nỗi bất đắc dĩ sâu sắc. Cô ta không phải tộc trưởng của nhà họ Mục, bởi vậy cô ta không thể làm chủ được điều gì cả. Mà nhà họ Mục bây giờ còn đang vì lợi ích mà mở mắt, dám cả gan vào hang cọp để cò kè mặc cả, rõ ràng họ không có tư cách đó mà. Nhà họ Mục bây giờ đang vô cùng nguy hiểm. Mục Tiếu đột nhiên nói, con đi tìm quân đế đi. Mục Khoản nghe vậy thì lập tức đỏ mặt. Thấy vẻ mặt của Mục Khoản, Mục Tiếu hơi run run. Ông ta nói, nhà đầu con suy nghĩ lung tung gì đấy. Ý của A là con đi nương nhờ vào quân đế đó đi, với trí tuệ của con, hắn chắc chắn sẽ trọng dụng, chỉ cần hắn đồng ý thu nhận con thì mục tộc ta sẽ có thêm một con đường sống. Mục Khoản trầm mặc. Mục Tiếu nói, đừng do dự nữa, đi ngay bây giờ đi. Mục Khoản hít sâu một hơi, sau đó đáp vâng. Nói xong, cô ta lập tức biến mất. Mục Tiếu nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ ưu sầu. Mục Khoản vừa rời khỏi mục vực chưa được bao lâu thì đã có một luồng sức mạnh thần bí bao tùm lấy cô ta. Một khắc sau, thời không trước mặt cô ta nứt ra, tiếp đó có một cô gái chậm rãi xuất hiện. Người tới chính là đệ nhất Tĩnh Chiêu. Bên cạnh cô ta còn có một nhóm cường giả đỉnh cao của tộc đệ nhất và đạo tông. Khi nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu, sắc mặt Mục Khoản lập tức thay đổi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Mục Khoản mà không nói lời nào, một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy Mục Khoản. Mục Khoản bình tĩnh nói, hóa ra là tộc trưởng Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Mục Khoản, muốn đi tìm hắn. Sắc mặt Mục Khoản trầm xuống, như ý thức được điều gì đó, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên tái nhợt, người phụ nữ trước mặt này chắc chắn sẽ không cho cô ta có cơ hội đi tìm Diệp Quân. Tại sao? Cùng là phụ nữ, tất nhiên cô ta hiểu rõ tâm tư của đệ nhất Tĩnh Chiêu, bây giờ quân đế đang ở tộc đệ nhất, dùng đầu ngón chân cũng biết quan hệ giữa quân đế và tộc trưởng Tĩnh Chiêu không hề đơn giản, mà tộc trưởng Tĩnh Chiêu dựa vào điều gì để xác lập quan hệ với quân đế. Cũng không phải là mối quan hệ yêu đương chân chính, mà là lên giường trước. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là Mục Khoản cô ta thì cũng nhất định sẽ không để người phụ nữ khác tiếp cận quân đế. Bởi vì như vậy không chỉ có thể sẽ bị phân chia quyền lực, mà còn có thể có thêm nhiều tình địch khác. Nghĩ đến đây, Mục Khoản bỗng lòng như cho nguội, cô ta xong đời rồi. Cô đi đi. Ngay lúc Mục Khoản rơi vào tuyệt vọng thì đệ nhất Tĩnh Chiêu ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Hà! Mục Khoản còn tưởng rằng mình nghe nhầm nên ngạc nhiên hỏi lại cô. Cô không giết ta à? Đệ nhất Tĩnh Chiêu thản nhiên nhìn cô ta rồi bình tĩnh nói, Mục Khoản cô nương. Ta giết cô để làm gì? Mục Khoản nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu, không nói lời nào. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, chắc cô đang nghĩ trong lòng là A sợ cô xuất hiện tranh giành quyền lực, sợ cô uy hiếp địa vị của ta, cũng sợ cô sẽ thành tình địch của ta nên ta phải đến tiêu diệt cô trước đúng không? Mục Khoản chỉ im lặng không đáp, cô ta thật sự đã nghĩ như vậy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bỗng chậm rãi bước đến bên cạnh Mục Khoản, cô ta võ nhẹ lên vai Mục Khoản cô nương. Tâm nhìn đừng nên hạn hẹp như thế, cô nên đưa mắt nhìn xa ra hơn nữa đi, chứ đừng gói gọn vào mỗi vũ trụ Thập Hoang, cô hiểu ý ta không? Nói xong, cô ta xoay người đi về phía xa, Mục Khoản. Phía xa xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu lại nói, đi đi. Chỉ cần hắn gật đầu, tộc đệ nhất có thể lưu tình. Mục Khoản nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu một lúc lâu, đa tại nói xong, cô ta đã vội biến mất ở phía cuối tinh không. Đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu là lúc trước cô ta chắc chắn đã không chút do dự giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn Mục Khoản này, cho dù cô ta chỉ có một phần vạn khả năng uy hiếp. Nhưng bây giờ cô ta đã hiểu rõ rằng, nếu cô ta cứ giữ mãi suy nghĩ nông cạn như trước đây thì sẽ không thể phát triển bản thân được, cô ta sẽ không bao giờ xứng đi theo với người như hắn. Bên trong tiểu tháp, trong một vùng hư không, 200 kiếm tu cấp bậc chân thánh đang đại chiến với 6 vị chiến tướng đồng đen, hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt. Mà 200 kiếm tu chân thánh đang bị áp đảo hoàn toàn. Diệp Quân đứng ở một bên yên lặng quan sát,
khoảng thời gian này hắn phát hiện ý thức chiến đấu của 6 chiến tướng đồng đen này đã đả kích các kiếm tu chân thánh, bọn họ căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Hơn nữa dưới sự chỉ định của hắn, các chiến tướng đồng đen đã ra tay nương tình hơn, nếu không thì có là 200 kiếm tu chân thánh cũng đã bị giết chết toàn bộ từ lâu rồi. Lúc này Yểm Nhật đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, nó nhìn những kiếm tu đang bị áp đảo kia, cũng không ngờ rằng thực lực của các chiến tướng đồng đen này lại mạnh mẽ đến vậy, nó trầm giọng nói quân đế, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Quân gật gật đầu, cần mài giữa thêm, phải cực như vậy. Yểm Nhật muốn nói lại thôi. Diệp Quân cười nói, cứ nói đi, đừng ngại. Yểm Nhật hỏi, quân đế, thanh kiếm trong cơ thể ngài là đại đế thật à? Diệp Quân gật gật đầu, vẻ mặt Yểm Nhật hơi tối đi. Diệp Quân quay sang nhìn Yểm Nhật, cười nói, ngươi cũng có cơ hội mài. Yểm Nhật chỉ lắc đầu, kiếm vô chủ căn bản là không thể thành đế. Diệp Quân trầm mặc, đúng vậy, kiếm vô chủ muốn thành đế khó như lên trời, mà bây giờ nó đứng ở vị trí này cũng quá lúng túng, dưới đại đế thì nó không thèm để vào mắt, mà đã là đại đế thì không để nó vào mắt, nó lên hay xuống đều không được. Diệp Quân đột nhiên nói, Yểm Nhật, ngươi có nghĩ đến một chuyện khác không, rằng tại sao ngươi không tự làm chủ chính mình? Yểm Nhật sửng sốt. Diệp Quân mỉm cười nói, đến cấp bậc hiện tại của ngươi thì ngươi có khác gì con người nữa đâu. Ngươi có thể thử xem bản thân là con người, chứ không phải là kiếm. Yểm Nhật càng cả kinh. Coi bản thân là con người. Hình như vậy cũng không hẳn là không được. Tại sao nó phải đi tìm chủ nhân cho mình? Nó tự làm chủ mình không tốt hơn sao? Diệp Quân cười nói, ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi là kiếm vô chủ mà lại thành đại đế, thì khi đó nghịch thiên đến cỡ nào? Yểm Nhật nghe vậy thì nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy. Nếu mình là kiếm vô chủ mà thành đế thì chắc chắn sẽ khiến toàn bộ vũ trụ khiếp sợ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đã rồi. Diệp Quân tiếp tục nói, lúc người thành đại đế thì không còn cần phải đi tìm chủ nhân nữa, mà hoàn toàn có thể tự làm chủ mình. Yểm Nhật. Diệp Quân xòe tay ra, một chiếc nhãn không gian bay đến trước mặt Yểm Nhật, đây là đế tỉnh cực phẩm, nó sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều. Còn đế nguyên thì tạm thời ta sẽ không cho ngươi, bởi vì dù có được đế nguyên thì cũng không có nghĩa chắc chắn sẽ thành đế. Cho dù là ngươi hay Tĩnh Chiêu cô nương đều có nền móng quá yếu, bây giờ mà hấp thụ đế nguyên ngay cũng không thể thành đế được. Ngươi hiểu ý ta không? Yểm Nhật vội vàng nói, ta hiểu, đúng là ta cũng có suy nghĩ về đế nguyên. Nhưng ta biết mình chưa lập được công gì, có tài cán gì mà được nhận đế nguyên. Diệp Quân quay đầu nhìn những kiếm tu đang chiến đấu ở đằng kia, khoảng thời gian này ngươi ở lại đây tu luyện đi, đợi khi nào căn cơ ngươi vững chắc, đạt được đến cực hạn của bản thân, ta sẽ giúp ngươi thành đế. Yểm Nhật vội vã thi lễ một cái thật sâu, kích động nói, đa ạ quân đế, ta thề có chết cũng sẽ theo Diệp Thiếu xây dựng cơ nghiệp bất hủ vạn thế. Diệp Quân gật đầu rồi rời khỏi tiểu tháp. Sau khi Diệp Quân rời đi, Yểm Nhật lập tức phấn khởi lên, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Vô chủ thành đế, trước nay chưa từng có, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có, nếu nó làm được thì sẽ thay đổi lịch sử, khiến toàn bộ vũ trụ khiếp sợ. Mẹ kiếp, nỗ lực thôi nào, liều mạng thôi nào, phải thể hiện cho thật tốt, phải ôm thật chặt đùi của quân đế. Sau khi Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp đột nhiên nói, bây giờ ngươi càng ngày càng ghê gớm đấy, ngươi nhìn kìa, ngươi nói đến mức thay đổi một thanh kiếm. Diệp Quân đáp, đều nhờ tháp ra dạy bảo. Tiểu tháp cười ha ha, tuy biết ngươi chỉ đang nịnh nọt thôi, nhưng không thể phủ nhận là ngươi đang nói sự thật. Diệp Quân. Diệp Quân vừa về sân thì cường giả tộc đệ nhất đã xuất hiện trước mặt hắn, cường giả kia thi lễ một cái rồi nói, quân đế, người của mục đến cầu kiến. Mục tộc. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ chốc lát đã hiểu. Hắn gật đầu, bảo họ vào đây đi. Cường giả kia lùi xuống. Diệp Quân đi tới cạnh một bàn đá, hắn lấy bản đồ thập hoang ra nghiên cứu. Lúc này, Mục Khoản đi vào, cô ta hành lễ nghiêm cẩn, bái kiến quân đế. Diệp Quân nhìn thấy là Mục Khoản thì hơi ngẩn ra, sau đó mới cười, là cô à? Mục Khoản cũng mỉm cười đáp, vâng. Diệp Quân, cô nương ngồi đi. Mục Khoản lại không ngồi mà đi đến trước mặt Diệp Quân, sau đó vào thẳng vấn đề, quân đế, có thể cho mục tộc chúng. À một con đường sống không? Diệp Quân nhìn Mục Khoản, việc này phải xem vào sự lựa chọn của mục tộc nữa. Mục Khoản trầm giọng nói, mục tộc sẽ chọn tìm đường chết.
Diệp Quân mỉm cười nói, vậy thì ta đành chịu thôi. Mục Khoản chậm rãi siết tay lại, cô ta im lặng một lúc, hít sâu một hơi rồi mới nói, kính xin quân đế xử tử phụ thân ta, để ta lên quản lý mục tộc. Diệp Quân nhìn chằm chằm Mục Khoản, không nói lời nào. Sắc mặt Mục Khoản hơi tái đi, run giọng nói, cha ta còn thì mục tộc sẽ tàn, mục tộc mà tàn thì cũng không có lợi ích gì cho quân đế cả, bởi vì mục tộc đã đóng đô ở mục vực rất nhiều năm, người dân và sinh linh ở đó luôn luôn ủng hộ mục tộc, một khi mục tộc bị tiêu diệt thì lòng dân ở mục vực tất sẽ bàng hoàng, hơn nữa còn sinh ra căm hận với quân đế, đã vậy thì việc phổ cập quan huyên pháp của quân đế sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nói rồi, cô ta hít sâu một hơi, nếu ta trở thành tộc trưởng mục tộc thì sẽ dốc toàn lực trợ giúp quân đế phổ biến quan huyên pháp, cũng sẽ thúc đẩy cải cách mục vực. Diệp Quân nhìn cô gái có vóc dáng vô cùng xinh đẹp ở trước mắt, cô biết quan huyên pháp. Mục Khoản vội lấy ra một quyển sách cổ rồi cung kính trả lời, quan huyên pháp ta đã thuộc nằm lòng, ta biết quân đế đang suy nghĩ gì. Diệp Quân hứng thú, cô nói thử xem. Mục Khoản do dự một lát nhưng vẫn nói. Đầu tiên quân đế muốn thống nhất toàn bộ thập hoang, sau đó phổ cập quan huyên pháp để củng cố vững chất trật tự và đạo thống của ngài, tiếp theo là tính đến vùng cấm cổ hoang, sau khi thống nhất toàn bộ vùng cấm cổ hoang thì quân đế sẽ dùng hai nơi này để làm trụ cột phát triển thế lực của mình, cuối cùng là nhắm đến văn minh toại minh trong truyền thuyết. Nói rồi, cô ta nhìn Diệp Quân rồi nói tiếp, thứ quân đế tính toán là cả vũ trụ. Diệp Quân cười nói, vậy theo cô thì ta làm vậy có được không? Mục Khoản trầm giọng nói, được, hoàn toàn được, nhưng cần có một điều kiện, đó chính là thời gian, trong quá trình này không thể có thế lực mạnh mẽ nào nhắm đến chúng ta. Hơn nữa quân đế không thể nhân từ, nhất định phải dùng thủ đoạn sắt thép và máu tươi để trấn áp tất cả gia tộc không phù hợp quy tắc, nhất là những gia tộc và tông phái đang cầu mong gặp may. Một khi không đủ tàn nhãn thì những người kia sẽ xem thường quân đế, sẽ bằng mặt mà không bằng lòng với quân đế, sống hai lòng dễ đổi thay. Nếu vậy thì việc phổ cập quan huyên pháp sẽ vô cùng chậm. Nói đến đây, cô ta bỗng lấy ra một quyển sổ nho nhỏ đưa cho Diệp Quân, quân đế, về việc phát triển của tương lai thập hoang, à không, của vũ trụ quan huyên, ta đã viết hết vào đây. Đây cũng là một vài suy nghĩ của ta, nếu có chỗ nào không hợp lý thì kính mong quân đế góp ý. Diệp Quân đưa mắt nhìn Mục Khoản rồi cầm lấy quyển sổ kia, hắn mở ra xem. Một lát sau mới nói, ta sẽ bảo Tĩnh Chiêu cô nương giam cầm tộc trưởng mục tộc của cô. Tất nhiên trước đó ta sẽ bảo Tĩnh Chiêu diệt mục tộc, trong thời khắc mục tộc lâm vào tuyệt vọng thì cô hãy xuất hiện cứu lấy dòng tộc của mình. Như vậy thì mục tộc mới nhận cô làm chủ. Mục Khoản đột nhiên quỳ bịch xuống. Cô ta lại một cái sát đất, run giọng nói, đa tạ quân đế. Diệp Quân lại nhìn quyển sổ, sau đó nói, trong đây có rất nhiều ý kiến tốt, ví như mở khoa cử. Lấy quan huyên pháp làm trụ cột để mời chào nhân tài, để nhiều người ở dưới tầng đáy xã hội cũng có cơ hội thâm gia thử sức, suy nghĩ này của cô, ta rất thích. Nói đến đây, hắn lại nhìn Mục Khoản đang quỳ rạp dưới đất, cô là một người có dã tâm rất lớn, đó không phải là chuyện xấu. Thế nhưng làm người thì phải chú ý nguyên tắc, chuyện như giết cha là nghịch lại lẽ thường, khiến trời đất căm phẫn. Sau này có ta ủng hộ cô, cha cô sẽ không làm gì được đâu. Mục Khoản vội nói, đa tạ quân đế. Diệp Quân gật gật đầu, cô lui xuống đi, sau đó nghe Tĩnh Chiêu cô nương phân phó. Mục Khoản thi lễ thật lâu rồi mới lui xuống. Mục Khoản vừa rời đi thì đệ nhất Tĩnh Chiêu đã xuất hiện trong đại điện. Diệp Quân khẽ thở dài. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, thở dài cái gì? Diệp Quân nhìn về phía cô ta, dịu dàng nói, có câu vạn sự khởi đầu nan, ta vừa thành lập trật tự ở thập hoang, chắc chắn sẽ có vô số khó khăn. Nhất là gặp phải bài xích từ các dòng tộc. Tuy họ đã thần phục ta, nhưng tâm niệm vẫn khác nhau, bởi vậy sau này còn cần cô tốn nhiều tâm sức giúp đỡ. Ta biết cô cũng rất cực, quản một tộc đệ nhất khổng lồ đã hao tâm, bây giờ còn phải giúp ta những việc này. Nhưng hết cách rồi, ta đến thập hoang cũng chỉ có một người tri kỷ là cô, không nhờ cô thì ta chẳng thể nhờ ai được nữa. Nghe Diệp Quân nói thế, đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng cúi đầu, tim không ngừng đập mạnh. Đệ nhất Tĩnh Chiêu rời khỏi sân nhỏ, trong lòng hốt hoảng. Lúc này, một cô gái tới bên cạnh cô ta, người tới là đệ nhất U, đệ nhất U chần chờ rồi mới nói, tỷ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh lại, cô ta quay đầu nhìn đệ nhất U, sao thế? Đệ nhất U trầm giọng nói, tỷ, quân đế này có gì đó lạ lắm. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhíu mày, lạ thế nào?
Đệ Nhất U quay đầu liếc nhìn sân nhỏ rồi nói, quân đế này khua môi múa mép, tỷ phải cẩn thận một chút. Cô ta mới tìm Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nên cuộc nói chuyện giữa Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô ta đã nghe hết. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy hắn đang lừa gạt tỷ tỷ của ngươi sao? Đệ Nhất U nói, ta không biết, nhưng mấy lời nói kia như kiểu viên đạn bọc đường, tỷ phải cẩn thận. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đống đế nguyên xuất hiện trong tay, cô ta nhìn sang Đệ Nhất U, biết đây là gì không? Đệ Nhất U gật đầu, đế nguyên. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói tiếp, ngươi biết những thứ này quý giá cỡ nào không? Có thể nói là toàn bộ đế binh của thập hoang cộng lại cũng không bằng 1% của nó, mà khi có được nó, tên kia đã đưa cho ta chẳng chút do dự. Đệ Nhất U im lặng. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói tiếp, hiện tại thập hoang sắp thống nhất, hắn bảo ta làm chuyện này thì chẳng khác nào giao quyền lực lớn nhất cho ta. Ngươi cũng đã biết, dù là đế tộc hay đạo tông, hoặc là mục khoản mới rời đi, có ai không mong đạt được quyền lợi này. Nói tới đây, cô ta khế cảm thán. Võ lên vai Đệ Nhất U, tỷ biết ý tốt của ngươi nhưng ngươi phải biết một điều, chúng ta không thể chỉ nghe lời đàn ông nói mà còn phải xem hắn làm gì. Ngươi chỉ thấy hắn khua môi múa mép với ta, chơi trò vờ tha để bắt với ta nhưng ngươi thấy hắn đã cho ta những gì? Đế tỉnh cực phẩm, chiến tướng đồng đen, quyền lợi ngập trời, đế nguyên. Đệ Nhất U im lặng, đúng vậy, tên đàn ông kia hào phóng một cách đáng sợ. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục, nếu hắn thật sự cần đàn bà. Đừng nói là những chiến tướng đồng đen quý gia kia, chỉ lấy chút đế tinh ra thì đã đổi được bao nhiêu người phụ nữ. Hơn nữa, với thân phận và vẻ ngoài của hắn, dù không trả giá gì thì vẫn có vô số phụ nữ nhào vào lòng. Đệ Nhất U cúi đầu, ta biết nhưng ta vẫn cảm thấy những lời kia của hắn là đang cố ý chọc ghẹo tỷ. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cười, vậy tại sao hắn không chọc ghẹo Mục Khoản mà lại trêu ta? Đệ Nhất U nhíu mày. Suy nghĩ một lúc mới giật mình, chẳng lẽ hắn thích tỷ? Mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đỏ lên, trong lòng hưng phấn nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản, đây là chuyện của ta và hắn, con nít đừng xen vào. Với lại, sau này không được lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử để đánh giá tỷ phu của ngươi không phải kẻ háo sắc. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Đệ Nhất U cong môi, như nghĩ tới gì, hai mắt mở to, tỷ phu. Trong sân. Diệp Quân còn đang nhìn bản đồ thập hoang, ánh mắt hắn lìa tới cấm địa cổ hoang. Hiện tại những gia tộc còn lại của thập hoang cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì, chỉ cần thống nhất, quan huyên pháp được phổ cập, sau đó chỉ là vấn đề thời gian. Mục tiêu lúc này của hắn là cấm địa cổ hoang, lần trước hắn dùng thần thức rong ruổi khắp cấm địa cổ hoang, gặp được không ít cường giả, rõ ràng những người kia mạnh hơn bên này rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được tới mức độ đại đế, miễn là không đạt tới đại đế, với hắn. Toàn bộ đều không thành vấn đề. Diệp Quân đột nhiên nói, tháp ra, nếu ngươi là chủ nhân bút đại đạo hay là phản chiêu đế thì bây giờ ngươi sẽ làm gì? Tiểu tháp đáp, tất nhiên là nghĩ cách chơi ngươi rồi. Diệp Quân gật đầu, dạo này, hắn phát triển vững chắc, làm được nhiều việc, thực lực cũng tăng mạnh nhưng hắn biết phản chiêu đế và chủ nhân bút đại đạo mà ra tay thì sóng gió sẽ ập tới. Lơ là chiến đấu thì sẽ gặp nguy ngay. Hắn làm những việc này cũng là để ứng phó với nguy cơ sắp tới. Hắn không muốn lại bị đè đánh nữa. Hắn đã bị phản chiêu đế chơi ác 3 lần rồi, tục ngữ có câu. Quá tam ba bận mà, không thể để có lần thứ 4 được. Lúc này, Đệ Nhất U đột nhiên tiến vào. Thấy Đệ Nhất U, Diệp Quân cười nói, U cô nương. Đệ Nhất U tới bên cạnh hắn, anh rể. Anh rể. Nghe xưng hô này, Diệp Quân có chút ngạc nhiên. Đệ Nhất U tiếp tục nói, ta biết huynh là người tốt, ta xin huynh một việc được không? Diệp Quân tò mò, việc gì? Đệ Nhất U nhìn Diệp Quân, đừng làm tổn thương tỷ của ta. Diệp Quân lúng túng, tức khắc cười nói, ta sẽ không tổn thương nàng ấy. Đệ Nhất U cúi đầu, thật ra số phận của tỷ ta rất khổ, năm xưa cha ta là kẻ thô bạo, mẹ ta đã chết trong tay ông ta, vì hồn của tiên tổ đệ nhất ngày càng yếu. Ngày nào ông ta cũng sống trong sự sợ hãi đối với tương lai, sau đó lại càng thêm nóng nảy. Về sau ông ta sinh ra tâm ma, muốn đưa cả một vực đệ nhất xuống âm phủi. Diệp Quân khẽ hỏi, các người giết ông ta rồi. Đệ Nhất U nói, không phải tỷ ta là hồn tiên tổ xuất hiện trấn áp giết ông ta nhưng người ngoài đều cho rằng là tỷ ta giết. Diệp Quân im lặng. Đệ Nhất U tiếp tục nói, sau đó tỷ bắt đầu tiếp nhận gia nghiệp, để gia tộc không bị xuống dốc.
tỷ ấy đã nếm qua những nỗi khổ mà người ngoài không thể tưởng tượng, trong lúc đó cũng có vài gia tộc tới gia tộc đệ nhất để dạ ngõ nhưng đều bị tỷ ấy từ chối. Nói rồi cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, trong mắt đã ướt lệ, ta biết huynh rất lợi hại, dù là thực lực hay trí tuệ, nếu huynh muốn bắt nạt tỷ của ta thì tỷ ấy không phải đối thủ của huynh. Hơn nữa, bây giờ, có lẽ tỷ ấy còn chưa nhận ra nhưng tỷ ấy đã có chút dựa dẫm vào huy nhồ. Diệp Quân cười nói, cô sợ ta lừa gạt tình cảm của tỷ tỷ mình à. Đệ nhất U nhìn hắn mà không nói gì. Diệp Quân lắc đầu cười, U cô nương, cô đánh giá thấp tỷ tỷ của mình rồi. Đệ nhất U có chút khó hiểu. Diệp Quân nói, tỷ tỷ của cô là chuẩn đế, hơn nữa, sau khi tiếp nhận trách nhiệm quản lý gia tộc, nàng ấy có thể xử lý mọi việc gọn gàng thì nào phải là người làm việc theo cảm tính. Sao có thể bị vài ba câu của đàn ông lừa gạt chứ? Nói tới đây, Diệp Quân mỉm cười, cô nghĩ xem, nếu nàng ấy là loại chỉ biết yêu đương thì có thể đạt tới cấp chuẩn đế à? Hơn nữa, theo lời cô, hoàn cảnh phát triển nhà cô không tốt, mẹ cô còn chết trong tay cha cô, người lớn lên trong môi trường như thế thì sao có thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông? Đối với nàng ấy, thực lực mới là thứ mang lại cảm giác an toàn nhất. Đệ nhất U thở dài. Sau khi đệ nhất U rời đi, Diệp Quân vào trong tháp nhỏ. Hiện tại điều cần làm nhất là làm ra giáo điều kiếm tu. Dưới sự lãnh đạo của đệ nhất Tĩnh Chiêu, gia tộc đệ nhất và đế tộc, đạo gia và đế kiếm tông đã hủy diệt tần tộc. Mà sau khi biết tần tộc vẫn bị diệt sau khi triệu hồi ra hồn tiên tổ thì các đế tộc và vài gia tộc lớn còn lại đều rất khiếp sợ. Mà thứ ngăn cản như hư hồn đại đế kia chính là chiến tướng đồng đen mà Diệp Quân đưa cho đệ nhất Tĩnh Chiêu, ba chiến tướng đồng đen trực tiếp đánh tan hư hồn của đại đế. Dù sao cũng chỉ là linh hồn, không phải bản thể, nên chắc chắn không phải đối thủ của những chiến tướng đồng đen kia, mà dù là vậy thì vẫn quá đáng sợ. Khả năng lớn nhất là sau khi đệ nhất Tĩnh Chiêu diệt hư hồn đại đế, tân tộc chọn cách đầu hàng nhưng đệ nhất Tĩnh Chiêu không đồng ý mà tàn sát toàn bộ thành viên nòng cốt của tân tộc, đến tận đây thì tân tộc hoàn toàn diệt vong. Nhất thời, sự sợ hãi bao phủ cả thần tông, tín nguyên tộc, mục tộc, đế tông. Sau khi diệt tân tộc, đệ nhất Tĩnh Chiêu dẫn theo các cường giả đến thẳng mục tộc. Mà lúc này, trong lòng người mục tộc đang rất hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Cho dù là mục chăn thì cũng đang hãi hùng khiếp phía vì chỗ dựa của mục gia đã không còn. Khi đệ nhất Tĩnh Chiêu dẫn theo cường giả tới mục tộc thì cũng không phí thời gian, điều khiển hai chiến tướng đồng đen đánh về phía mục tộc, hai chiến tướng vô địch công phá đại trận mục tộc, tiến quân thần tốc, xông vào sâu bên trong, lao thẳng về phía mục chăn. Thấy hai chiến tướng nhắm thẳng tới chỗ mình, mục chăn sợ hãi, ngay cả hư hồn đại đế cũng không phải đối thủ của chiến tướng đồng đen thì sao ông ta cản nổi. Ông ta vội nói, Tĩnh Chiêu tộc trưởng, mục tộc chúng ta bằng. Còn chưa nói dứt lời, hai chiến tướng đồng đen đã đánh bay ông ta ra ngoài, những cường giả mục tộc thấy thế thì vội ra tay nhưng cường giả bên cạnh đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng đã lao lên, vọt vào trận chiến. Hoàn toàn đè ép. Thấy cảnh này, cường giả mục tộc hoảng hốt. Lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Dừng tay nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ không trung xa xăm. Đệ nhất Tĩnh Chiêu giơ tay phải, toàn bộ cường giả đều dừng tay. Mọi người nhìn lên không trung, thấy Mục Khoản đang tới gần, đối mặt với đệ nhất Tĩnh Chiêu, khom lưng nói, Tĩnh Chiêu tộc trưởng, Mục tộc xin đầu hàng, xin cho Mục tộc một cơ hội. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm cô ta rồi phất tay, hai chiến tướng đồng đen xông về phía Mục Chăn. Ông ta vội vàng ra tay nhưng hoàn toàn không thể đánh lại hai chiến tướng đồng đen, sau vài giây đã bị trấn áp. Các cường giả mục tộc sợ hãi nhưng không dám ra tay vì khí thế của đám cường giả bên đệ nhất Tĩnh Chiêu đang đè ép họ, chỉ cần họ ra tay là không tránh khỏi cái chết. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Mục Khoản, người có thể đại diện cho mục tộc sao? Mục Khoản quay sang nhìn những cường giả của tộc mình, lúc này, Mục Tiếu đứng lên vội nói, có thể, Mục Khoản có thể. Những cường giả còn lại cũng tỉnh táo lại, hiển nhiên Tĩnh Chiêu tộc trưởng này bằng lòng đàm phán với Mục Khoản, vậy nên họ đều đứng ra có thể. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, từ bây giờ, Mục Khoản là tộc trưởng mục tộc. Nói xong cô ta xoay thân dẫn theo người của mình rời đi. Mục Chăn cũng bị dẫn đi. Thấy cảnh này, những cường giả mục tộc mới thở phào. Trong hư không, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, tới tín nguyên tộc, thần tông, đế tông. Mặt trời chưa xuống núi thì họ cũng không còn được thấy mặt trời lặn nữa.
Một cường giả đệ nhất tộc cạnh đệ nhất Tĩnh Chiêu do dự rồi nói, tộc trưởng, làm cho căng thẳng như thế. Có thể sẽ khiến họ bắt tay liều mạng phản kháng, vậy thì không ổn đâu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhắm hai mắt nói, thời gian của hắn không còn nhiều, hơn nữa bên cạnh hắn cần có người đóng vai ác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.